Chào mọi người quay trở lại với YouTube channel của Steve nơi Steve nói về các sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng cũng như những diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày. Trong tuần vừa qua thì đường cong lợi tức của nước Mỹ đã chính thức dừng đảo ngược sau hơn 2 năm và rất nhiều người đang lo sợ rằng cái việc này sẽ dẫn đến một đợt suy thoái kinh tế và là điềm báo cho một đợt crash của thị trường chứng khoán Mỹ. Trong video ngày hôm nay thì Steve sẽ đi sâu vào để trả lời câu hỏi một Đường cong lợi tức là gì? 2. Tại sao đường cong lợi tức lại đảo ngược? 3. Điều gì xảy ra khi đường cong lợi tức không đảo ngược và 4. Tại sao lần này có thể mọi chuyện sẽ khác? và nhưng trước khi chúng ta đi tiếp và nói về đường cong lợi tức thì ship hy vọng mọi người có thể like và subscribe cho ship để ship có thể đem đến youtube nhiều video hơn dành cho mọi người bên cạnh đó mọi người cũng đừng quên ghé thăm website viethusler com là cái newsletter mà ship vẫn viết hàng ngày à, ngày hôm nay thì bên Việt Hustler vừa mới ra cái bài viết về new holding là một cổ phiếu có thể nói được được Warren Buffett rất là yêu thích một trong năm cái uh, cái cổ phiếu quốc tế duy nhất mà Warren Buffett đang sở hữu thì um, hy vọng các mọi người có thể ghé thăm việt Hustler và trong video ngày hôm nay thì ship sẽ đi qua những cái dữ liệu mang tính chất rất là hard copy tức là chúng ta sẽ giống như cái video về tổng thống ngày hôm trước đó là ship sẽ nhìn vào những cái dữ liệu cứng uh, và đi từ từ để cái bởi vì cái phần về đường cong lợi tức này nó khá là phức tạp nên ship sẽ giải thích một cách khá là kỹ rồi vậy thì đầu tiên chúng ta cùng uh, trả lời một câu hỏi đầu tiên đường cong lợi tức là gì một cái rất là đơn giản um, thì đường cong lợi tức nó một cách đơn giản đây là cái sự thể hiện của lãi suất đúng không xếp những cái loại lãi suất theo chu kỳ và ở cạnh nhau kéo thành một cái đường kẻ thành một cái đường nó gọi là một cái đường cong lợi tức thì như các bạn có thể nhìn thấy cái đường cong lợi tức đây là cái đường cong lợi tức và ở bên này ở cái cột đường thẳng này này thì nó là lãi suất còn ở cột ngang này này thì là thời hạn của trái phiếu đúng không thì RP là lãi suất qua đêm ở tại Federal Reserve Overnight Reverse Repo lãi suất qua đêm sau đó chúng ta đến một tháng 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, vân 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 cho đến 30 năm, cho đến 10 năm, 20 năm và 30 năm. Tức là lãi suất trái phiếu từ ngắn hạn cho đến dài hạn. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường kẻ đây là mức lãi suất 1 tháng đang là bao nhiêu này, lãi suất 2 tháng là bao nhiêu, 3 tháng, 4 tháng và bao nhiêu vân vân và sau đó nối chúng nó lại với nhau thôi thì cái đấy nó chỉ đơn giản đường cong lợi tức nó chỉ là như vậy. Nó chỉ là sự thể hiện về lãi suất hay lợi tức của các loại trái phiếu theo các kỳ hạn từ thấp đến cao thế thôi um, vậy thì cái đường cong lợi tức bình thường nó sẽ như thế nào đúng không um, khi mà các bạn nói về đường cong lợi tức hay đường cong về lãi suất thì chúng ta hãy xử suy nghĩ đơn giản về cái vấn đề lãi suất lãi suất vay tiền uh, khi mà mỗi người cho vay lãi suất vay tiền thì có hai vấn đề cần phải quan tâm vấn đề đầu tiên đó chính là cái mức lãi suất này so với bên ngoài thị trường là như thế nào và cái thứ hai đó là mức rủi ro nó một cách đơn giản Đầu tiên đó là ship cảm thấy về lãi suất bên ngoài thị trường nếu như ship có thể ra bên ngoài và cho vay được 5% thì ship sẽ không thể đi ra cho các bạn vay 4% được. Ship sẽ suy nghĩ ok mình có thể đi ra vay bên này 5% nên là các bạn phải offer ship 5,1, 5,2% hoặc là ít nhất là bằng 5.0% thì ship mới cho các bạn vay đúng không? Vì nó đầu tiên đó là lãi suất bên ngoài thị trường. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là kỳ vọng cả về cái đấy nữa. Nếu như giả sử đi, ship cả bạn và cả một người nào đó cùng đồng ý vay 5%. Tuy nhiên người đó nói là ok, ship người ta sẽ lock in cho ship 5% ở cái mức độ là 30 năm. Còn bạn sẽ chỉ có thể vay được trong vòng một tháng thôi, cũng 5%. Thì ship sẽ nghĩ ngay là ok, ship sẽ muốn cho vay người ta lâu hơn để giữ được cái mức 5% đó ship muốn kiếm được 5% còn bạn cùng một cái cơ hội đó cùng một số tiền đó bây giờ nếu như ship cho bạn vay á thì người ta người ta đi vay người khác bắt là ship sẽ cho người khác vay bởi vì người ta cho ship cái dài hạn hơn hoặc thậm chí là người ta có thể offer 4,5% người ta lock in một năm thay vì bạn là 5% chỉ là một tháng đúng không rồi thì đấy là về lãi suất bên ngoài thị trường và kỳ vọng về lãi suất cái yếu tố thứ hai nữa đó là yếu tố về rủi ro yếu tố về rủi ro mà ship phải suy nghĩ đó là sao giả sử ship cho bạn à, bạn vay và bạn này vay nhưng mà bạn này thì lại có cái ý tưởng kinh doanh nó an toàn hơn. Còn bạn này thì muốn cầm tiền đi mua tech stock đi mua Nvidia thì tất nhiên là ship sẽ phải cho bạn tech stock với Nvidia lãi suất cao hơn đúng không? Bởi vì là như thế cái rủi ro nó mới xứng đáng với um, với cái số tiền mà ship có thể nhận được đúng không? Số tiền ship nhận được mới đáng để mà ship bỏ ra cho bạn đi vay thì đấy là hai cái yếu tố quan trọng các bạn phải nhớ khi mà các bạn nói về lãi suất và quyết định về lãi suất gần như hai yếu tố quan trọng nhất để quyết định về lãi suất cho vay bên ngoài thị trường rồi vậy thì trong điều kiện bình thường á thì đường cong lợi tức sẽ có hình dạng như thế nào thì để đây để ship uh, một cái giả sử đi ha thì đây sẽ là đường cong lợi tức để ship bót tắt cái này đi đây, đây sẽ là một cái hình dạng bình thường của đường cong lợi tức. Đó, tức là đường cong lợi tức lợi lãi suất ngắn hạn sẽ phải thấp hơn lãi suất dài hạn. Bởi vì với trong một cái điều kiện bình thường á, với tất cả mọi người thì cái lo sợ cái, cái 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 rủi ro cao nhất đó là rủi ro về gì? Đó là rủi ro về thời gian đêm dài lắm mộng đúng không khi mà chúng ta cho vay xa chúng ta không biết chuyện gì có thể xảy ra trong vòng 10 năm tới 30 năm tới 50 năm tới chúng ta không biết lạm phát sẽ là khoảng tầm bao nhiêu chúng ta không biết là đồng tiền của chúng ta có mất giá hay không nên chính vì thế khi mà chúng ta cho vay thì chúng ta phải ok bây giờ cái lãi suất này phải là 5 phần trăm thì tôi mới cảm thấy là cái uh, cái số tiền mà tôi kiếm được phù hợp với cái rủi ro mà tôi có thể nhận được bởi vì không phải rủi ro về vấn đề kinh tế anh không thể trả nợ tôi mà cái vấn đề nữa là nó vấn đề về lãi suất à về trái phiếu à về uh, lạm phát này đúng không uh, có thể đồng tiền nó sẽ mất giá này có thể kinh tế nó sẽ đi xuống này vân vân và vân vân uh, tuy nhiên thì nếu như một trong một cái điều kiện rất là bình thường mọi thứ nó rất là vui vẻ và một người nào đó đến muốn cho ship vay một tháng ship muốn vay tiền một tháng nếu là bạn bè đúng không hoặc ship tin tưởng được nhiều lúc thật ra ship chỉ cần là ok cho mình một phần trăm hoặc là cho mình xin cốc cà phê thôi tìm một tiền uống cà phê thôi là vui vẻ vậy là thôi thế là được không vấn đề gì cả vậy thì bây giờ các bạn hãy cứ cảm tưởng cái người bạn mà ship vừa nói là chính phủ mỹ khi các bạn đi cho vay uh, đi mua trái phiếu á, là về lý thuyết các bạn đang đi cho chính phủ vay tiền thì ở trong một cái điều kiện bình thường mà bạn nghĩ rằng nền kinh tế sẽ không có vấn đề gì á thì lãi suất trái phiếu ngắn hạn sẽ phải thấp hơn lãi suất trái phiếu dài hạn thời gian càng cao thì lãi suất càng đi lên đúng không bởi vì bạn nghĩ rằng là trong thời gian dài bạn trôn tiền bạn bị trôn tiền ở đó chôn tiền ở trái phiếu chính phủ thì bạn cần phải được có một cái sự gọi là tăng trưởng về tiền để phù hợp với cái việc là chính phủ bắt bạn chôn tiền ba chục năm chứ đúng không? Đó đấy là việc đầu tiên và cái việc thứ hai nữa còn trong cái đầu ngắn hạn đó, thì các bạn là nghĩ là ok thứ nhất bây giờ trong một tháng tới mình không nghĩ là có vấn đề gì trong một trong một năm tới mình không có cần tiền mình không nghĩ là sẽ có một cái vấn đề gì xảy ra cả đúng không? nên chính vì thế á thì mình uh, hoàn toàn có thể đưa chính phủ cầm tiền hộ mình chỉ xin 0,1 0,2 thôi là mình cũng vui vẻ rồi đó thì đấy là những cái gì xảy ra trong điều kiện thường đây là một cái đường cong lợi tức bình thường normal vậy thì đường cong lợi tức đảo ngược là như thế nào đây sẽ là một cái ví dụ về đường cong lợi tức đảo ngược đường cong lợi tức đảo ngược thì ngược lại với cả đường cong lợi tức bình thường đó là lãi suất ngắn hạn cao hơn lãi suất trái phiếu dài hạn như các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái đường màu đường đường màu màu nâu này đó thì tại sao câu hỏi đầu tiên này vậy trước sorry mọi người trước tiên trả lời này, đường cong lợi tức đảo ngược là gì đường cong lợi tức đảo ngược là khi lãi suất trái phiếu hay lãi suất cho vay ngắn hạn cao hơn lãi suất cho vay dài hạn ok Đấy là việc định nghĩa này vậy thì tại sao chuyện này xảy ra tương tự như cái việc là ở trong cái điều kiện bình thường các bạn nghĩ rằng uh, như lúc nãy đó xin có giải thích các bạn nghĩ rằng là ok uh, ở tại thời điểm hiện tại trong cái khoảng thời gian trước mắt chúng ta không có lo lắng gì nhiều đó, thì chúng ta có thể cho vay lãi suất ngắn hạn à thấp hơn, còn dài hạn thì chúng ta mới cần cái khoản gọi là lãi đi lên đúng không? Thì tương tự khi đảo ngược. Nhà đầu tư đang cảm thấy có những cái rủi ro rất là lớn đúng không? Rất là lớn liên quan đến uh, liên quan đến nền kinh tế nói chung, một cái lý do gì đấy mà người ta không tự tin về chính phủ Mỹ cho lắm. Nên chính vì thế thì người ta yêu cầu lãi suất phải cao hơn để người ta mới có thể đi và cho vay ngắn hạn trong khi đó ở trong cái khoảng thời gian dài á thì người ta lại nhìn thấy là ok vì một lý do gì đó ở khoảng thời gian dài có thể nền kinh tế vẫn sẽ không ổn nhưng lãi suất lúc đó sẽ ngắn hơn nên chính vì vậy thì người ta bắt đầu đẩy cái mức lãi suất ngắn hạn à, dài hạn đi xuống hoặc là lãi suất dài, dài hạn không thay đổi chỉ đơn giản lãi suất ngắn hạn đi lên thôi đó thì có hai kiểu một cái kiểu nó gọi là à, bu và B. đó tức là cả lãi suất trái phiếu dài hạn đi xuống và lãi suất ngắn hạn đi lên hoặc chỉ đơn giản là lãi suất trái phiếu dài hạn giữ nguyên và lãi suất trái phiếu ngắn hạn đi lên thì như các bạn có thể nhìn thấy trong một cái ví dụ ở đây thì đây là cái ví dụ ở hai thời điểm đó là thời điểm câu việt và thời điểm à, thời điểm câu việt và thời điểm hiện tại thì các bạn có thể nhìn thấy rằng trong khoảng thời gian câu việt tất cả mọi thứ bình thường này đó trong khoảng thời gian đầu tháng 9, năm 20 tất cả mọi thứ rất là bình thường thị trường còn thấy vui vẻ ok chưa vấn đề gì cả tuy nhiên trong đến thời điểm hiện tại này đó thì cả lãi suất trái phiếu dài hạn và lãi suất trái phiếu ngắn hạn đều đi lên, đó đều đi lên. Federal Reserve nâng cái mức lãi suất này, ship sẽ đưa cái Fed fund rate, đây là cái Fed fund rate tại thời điểm hiện tại. thì Federal Reserve nâng cái mức lãi suất lên và điều này đồng nghĩa với việc là lãi suất cả lãi suất trái phiếu ngắn hạn và là lãi suất trái phiếu dài hạn cùng đi lên. ngày xưa trong khoảng thời gian Covid thì cái lãi suất ở tại Federal Reserve ở mức này này, cái đường màu xanh nhạt ở bên dưới này này nó là mức sàn của đường cong lợi tức, còn bây giờ nó lại trở thành cái mức trần của đường cong lợi tức, bởi vì á người ta suy nghĩ rằng thứ nhất này người ta suy nghĩ đó là ở ngắn hạn chúng ta có cái rủi ro cao, nhưng ở dài hạn thì Federal Reserve sẽ cắt lãi suất đi vào chu kỳ cắt lãi suất, chắc chắn không thể ở cái mức này cao mãi được, Federal Reserve sẽ phải cắt lãi suất vì một lý do gì đó thường thường là về kinh tế không có được vui vẻ cho lắm đúng không thì Federal nó sẽ cắt lãi suất nên chính vì thế dài hạn về lâu dài lãi suất sẽ đi xuống thì đường cong lợi tức đây là lý do tại sao đường cong lợi tức đảo ngược vậy thì sẽ đi đến một cái track tiếp theo đó là tại sao người ta lại quan tâm đến cái vấn đề đường cong lợi tức đảo ngược và không đảo ngược đến như thế thì um, đầu tiên sẽ có rất là nhiều cái kiểu đường cong lợi tức à sẽ rất là nhiều cái khoảng gọi là yield curve ok có bởi vì là các bạn có thể nhìn thấy là sẽ có sự chênh lệch giữa 6 tháng và 4 tháng 7 tháng và à đó, 1 năm và 2 năm, 10 năm và 1 tháng, vân vân. Có rất là nhiều kiểu để các bạn tính cái sự chênh lệch về đường cong lợi tức nó gọi là cái yield spread sự chênh lệch. Thì cái con số cái cái chênh lệch mà nhiều người để ý nhất đó là cái sự chênh lệch giữa 10 năm và 2 năm, lợi suất trái phiếu 10 năm và lợi suất trái phiếu 2 năm. Một cái khác nữa là 10 năm và 3 tháng nhưng mà cái mà sược sường, sường, sử dụng nhiều nhất và được mọi người chấp nhận là 10 năm và 2 năm, tức là lấy lãi suất trái phiếu 10 năm trừ đi lãi suất trái phiếu 2 năm thì đây sẽ là một cái ví dụ mà ship sẽ nhìn cho mọi người thấy thì đây chính là cái thì đây chính là cái sự tranh lệch giữa cái lãi suất của trái phiếu 10 năm và 2 năm ở trên cái đường màu xanh ngay trên màn hình của ship cái đường màu đỏ đầu tiên này đó là cái đường không phần trăm Ok đó sẽ là cái đường không phần trăm thì cái đường không phần trăm này uh, cho thấy ở dưới cái đường không phần trăm này có nghĩa là lãi suất trái phiếu 2 năm cao hơn lãi suất trái phiếu 10 năm và nếu như cái đường này ở ở trên không phần thì lãi suất trái phiếu 10 năm cao hơn lãi suất trái phiếu 2 năm tức là đường cong lợi tức bình thường không có bị đảo ngược đúng không thì có một cái tiếp theo nữa các bạn sẽ nhìn thấy đó là gì đó là nếu như chúng ta bỏ cái tỷ lệ thất nghiệp cái này là cái tỷ lệ thất nghiệp của nước Mỹ đúng không? Tại thời điểm hiện tại đang là 4,2% vừa mới báo cáo ngày thứ sáu vừa qua, ngày hôm qua. Thì các bạn thể nhìn thấy là cái đường cong lợi tức này nó di chuyển gần như chính xác so với cái tỷ lệ thất nghiệp. Đó, gần như di chuyển correlation chính xác luôn không khác gì cả vậy thì tại sao tại vì là như ship có giải thích vừa rồi cái đường cong lợi tức hay là cái lãi suất ngắn hạn á nó bị ảnh hưởng rất là nhiều về cái lo sợ của nhà đầu tư trong thời gian trong thời gian trước mắt khi nhà đầu tư lo sợ họ sẽ đẩy cái lãi suất trái phiếu ngắn hạn đi lên và giữ cái mức trái trái phiếu dài hạn vì điều này làm cho cái khoảng tranh lệch bị thay đổi và đặc biệt nếu như họ cảm thấy rằng nền kinh tế sẽ có vấn đề trong thời gian tới, điều này đồng nghĩa rằng Federal Reserve sẽ cắt sớm cắt lãi suất, nên lãi suất trái phiếu dài hạn sẽ thấp hơn và càng làm cái đường cong lợi tức nó bị đảo ngược nhiều hơn, ok? Rồi thì đến đây, um, đây, ship có thể bỏ cái Fed Fund Rate vào là mọi người sẽ nhìn thấy trong tất cả những cái chu kỳ trước đúng không? Trong tất cả những cái chu kỳ trước gần như là hai cái này nó có thể nói là nó đi uh, ngược nhau và nếu như mà ship có thể để cái này vào đây cái, đây ship sẽ để cái này một cái là ship sẽ uh, ship sẽ để cái này inverted để cho mọi người nhìn rõ hơn chúng ta thử cái này đi ha, uh, pintura scale này, xong rồi ship sẽ để cái này inverted đó, mọi người có thể nhìn thấy chính xác luôn, đây chính cái đường màu xanh lá cây này chính là cái lãi suất ở tại Federal Reserve Tuy nhiên là ship sẽ đảo ngược nó lại. Thì các bạn có thể nhìn thấy rằng cái này nó gần như đi lại chính xác so với cả cái đường cong lợi tức trong những cái chu kỳ khi mà Federal Reserve bắt đầu nâng lãi suất á, bắt đầu nâng lãi suất á thì đường cong lợi tức sẽ bắt đầu đi về cái giai đoạn đảo ngược, tức là về sát đảo ngược, nhiều giai đoạn là nó không vào đảo ngược đúng không? Nhưng mà nó sẽ đi sát về đảo ngược và nó bắt đầu bằng phẳng. Đó, tức là nếu như các bạn nhìn vào cái hình này này là nó sẽ di chuyển như thế này. Đầu tiên là đường cong lợi tức nó sẽ như thế này đúng không? Như này xong rồi dần dần nó sẽ ngang dần dần ra và nếu nó đảo ngược thì nó sẽ di chuyển ngược lên như thế này đó thì uh, trong cái khoảng thời gian cắt lãi suất đi đúng không thì đường cong lợi tức sẽ dừng đảo ngược đó nên là nhà đầu tư lúc đó thì bắt đầu tin tưởng rằng khi mà lãi suất bắt đầu đi xuống á, nhà đầu tư bắt đầu suy nghĩ rồi nếu như lãi suất bắt đầu đi xuống thì việc gì xảy ra việc đầu tiên đó là lãi suất trái phiếu ngắn hạn sẽ đi xuống thường thường là như thế sẽ đi xuống lý do rất là đơn giản thôi bởi vì là bây giờ tại thời điểm hiện tại đi ship không thể biết rằng trong 10 năm tới lãi suất sẽ là bao nhiêu nhưng ship khá chắc chắn về kế hoạch của federal reserve là trong năm tới hoặc trong 6 tháng tới thì lãi suất ở tại federal reserve vẫn sẽ là năm hai đúng không nên là cái đó sẽ là gần như là mức sàn để mà ship suy nghĩ về cái chính sách về lãi suất đây các bạn có thể nhìn thấy thường thường á lãi suất trái phiếu ngắn hạn sẽ ở loanh quanh trong cái khoảng lãi suất ở tại federal reserve lý do rất là đơn giản như ship có giải thích lúc nãy rồi Lý do về lãi suất, tại sao ship phải cho chính phủ vay từng đó tiền, tại sao ngân hàng phải cho chính phủ vay từng đó tiền khi ngân hàng có thể cũng có thể đi vào Federal Reserve cho về đó vay một số tiền lớn hơn. Nếu như chính phủ muốn vay tiền của ngân hàng thì chính phủ phải cho một cái mức lãi suất bằng với mức lãi suất mà Federal Reserve đang offer. Đúng không? Thì chúng ta đã giải thích, à Sip có một cái video riêng giải thích về cái cách vận hành về lãi suất ở tại Federal Reserve rồi. Các bạn có thể coi qua cái video đó, video về mục đích tồn tại của Federal Reserve đó, Sip có giải thích cái phần đó khá là kỹ. Thì cái lợi suất cái lãi suất trái phiếu tại Federal Reserve thường thường sẽ là cái gọi là cái guidance cái hướng dẫn cho cái mức lãi suất ngắn hạn. Khi lãi suất ở tại Federal Reserve đi xuống thì lãi suất trái phiếu ngắn hạn cũng sẽ đi xuống. Đó. Rồi thì đây là chúng ta sẽ giải thích uh, khá là dễ để uh, nếu mà được thì ship sẽ làm thêm cái này nữa đi ha huh? không một giờ đây ship sẽ uh, cho thêm cái này vào ship sẽ tạm thời uh, đây thì mọi người sẽ nhìn thấy ngay này đây là lãi suất một tím là nó sẽ ở để ship tắt cái này đi là mọi người sẽ tắt cái inverted này đi bỏ cái invert này đi là mọi người sẽ nhìn thấy ngay rằng cái này nó sẽ đi chung Pin to scale C đó, thì các bạn có thể nhìn thấy cái đường màu đỏ, đúng không? Các bạn có thể nhìn thấy cái đường màu đỏ của uh, đường màu đỏ và đường màu xanh, đường màu đỏ chính là lãi suất trái phiếu một năm và đường màu xanh là cây chính là lãi suất trái phiếu uh, lãi suất tại Federal Reserve thì hai cái này nó đi gần như chính xác với nhau luôn, đó gần như nó đi chính xác với nhau và bây giờ thì chúng ta đang có một cái Bear steepening tức là lãi suất trái phiếu một năm đó là cái lãi suất cho vay của chính cho chính phủ vay trong vòng một năm tới là đã bắt đầu cắm đầu đi xuống rồi. Tại vì chúng ta đang chuẩn bị đi vào cái giai đoạn cắt lãi suất của Federal Reserve à, tuần sau, tuần sau nữa là cắt lời đúng không? Cắt lãi suất rồi. Nên là thị trường trái phiếu đã bắt đầu di chuyển trước luôn. Đó di chuyển trước luôn trong vòng một năm tới mà. Đó là người ta sẽ phải tính trước là ok vậy thì trong một năm tới phép có thể cắt lãi suất bao nhiêu, um, bao nhiêu lần đến khoảng tầm bao nhiêu vậy thì bây giờ mình cho vay bao nhiêu là hợp lý? đó bởi vì chính phủ mỹ hay là những người khác cũng sẽ bắt đầu thị trường tự do mà sẽ bảo là ok vậy thì fed trong năm tới sẽ cho vay à là bốn năm phần trăm bây giờ anh không thể nào đòi năm phần trăm được bây giờ anh phải đòi là bốn bảy thì có cái tính chất gọi là hơi là không có biết trước ăn sơ từng tỷ ở trong đó nhưng mà đấy vẫn là cái mức mà hợp lý thì đây là lý do tại sao chúng ta tắc kè đi chúng ta có một cái sự tranh lệch như vậy rồi vậy thì câu hỏi tiếp theo này đó là gì tại sao cái việc đảo ngược của đường cong lợi tức lại dẫn đến suy thoái. Đây là cái câu hỏi mà có thể nói là đây là cái câu mà xin nghĩ rằng là chắc chắn rất nhiều người quan tâm và rất nhiều người cũng uh, cũng tự đặt câu hỏi vì sao, đúng không? Rồi thì cái có hai việc xảy ra, đó là việc đầu tiên đó là chúng ta phải nhìn vào hai thứ. Thứ đầu tiên đó là cái thứ mà đường cong lợi tức nó là lý do và cái thứ hai là nó chỉ là symptom đó, tức là nó chỉ là biểu hiện của một cái gì đó và cái thứ và tiếp theo nó là lý do của một cái gì đó hai cái này là hai cái định nghĩa rất là quan trọng có rất nhiều thứ nó xảy ra không phải tức là nó một cái đơn giản đi cái điều a xảy ra dẫn đến điều b và điều b thì thường thường cũng sẽ dẫn đến điều c đúng không tức là nâng lãi suất đường cong lợi tức đảo ngược và suy thoái kinh tế cái điều b đó có nhiều cái là nó là nguyên nhân dẫn đến suy thoái cái đường cong lợi tức là rất là nhiều cái là nó dẫn đến suy thoái nhưng mà cái rất là nhiều cái là cái đường cong lợi tức này nó cũng chỉ là cái uh, một cái biểu hiện của một cái việc khác thôi của một, là cái, cái 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 biểu hiện của việc khác đó thì đầu tiên là ship muốn nói qua một xíu về cái vấn đề về biểu hiện ok và so với suy thoái đó là trong khoảng thời gian tại sao như ship cũng đã giải thích tại sao đường cong lợi tức lại đảo ngược bởi vì uh, lý do sâu xa đúng không lý do một lý do sâu xa là bởi vì federal reserve nâng lãi suất. Thì trong thời gian từ 2022 đến giờ các bạn nhìn, nhìn thấy là Federal Reserve đã đi vào một quá trình uh, nâng lãi suất rất là căng thẳng nhanh nhất, một trong những quá trình nhanh nhất trong lịch sử từ trước đến giờ. Và cái việc mà Federal Reserve nâng lãi suất như thế á, thì nó dẫn đến gì? Nó dẫn đến sự thắt chặt của nền kinh tế dưới cái gọi là danh nghĩa chống chống suy thoái, chiến đấu với suy thoái thì nó thắt chặt cái nền kinh tế. Um, và khi mà thắt chặt cái nền kinh tế đó, cái mục tiêu của Federal Reserve là giảm hai thứ. Đầu tiên đó là giảm nhu cầu tiêu dùng. Và cái thứ hai đó là giảm nhu cầu việc làm. Hai cái này là hai cái rất là quan trọng. Và cả hai cái sự sụt giảm về nhu cầu việc làm và nhu cầu tiêu dùng thì đều có khả năng dẫn đến suy thoái, đúng không? Trong tất cả những cái chu kỳ trước chúng ta đều nhìn thấy điều đó. Chúng à, khi mà nền kinh tế quá là nóng, Federal Reserve sẽ nâng lãi suất. Đó. Và nếu như ship có thể đảo cái này lại, đảo cái này lại inverted thì các bạn có thể nhìn thấy ngay là cái lãi suất ở tại Federal Reserve, cái quá trình cái chu kỳ lãi suất của Federal Reserve đi gần như chính xác so với chu kỳ của cái tỷ lệ thất nghiệp đó dẫn đến suy thoái. thì cái này á, à, cái việc đường cong lợi tức đảo ngược nó là cái biểu hiện chung, nó là một cái biểu hiện chung của nền kinh tế khi Federal Reserve nâng lãi suất, tức là nó là mang tính chất là correlation thì đấy là cái vấn đề đầu tiên đó trong đó là đường cong lợi tức không dẫn đến suy thoái nhưng mà đường cong lợi tức cũng sẽ xảy ra trong cái giai đoạn mà có thể xảy ra suy thoái đó đấy là việc đầu tiên đấy là cái đầu tiên là cái biểu hiện tính chất về biểu hiện và cái thứ hai nữa sếp sẽ nói về tính chất về nguyên nhân cái này mới là cái quan trọng đó là tại sao bản chất cái việc mà đường cong lợi tức đảo ngược nó cũng trực tiếp gây ra cái ảnh hưởng về suy thoái vậy thì khi mà đường cong lợi tức bị đảo ngược thì lãi suất trái phiếu ngắn hạn sẽ cao hơn lãi suất trái phiếu dài hạn đúng không? vậy thì nếu như bạn là một người cho vay, nếu như bạn là một nhà đầu tư và bạn có tiền đi, thì bây giờ bạn sẽ nhìn vào, bạn sẽ muốn cho vay ngắn hạn hay cho vay dài hạn? Ship sẽ muốn cho vay ngắn hạn. Như ship đã làm trong suốt 2 năm vừa qua là ship bỏ vào mua trái phiếu một năm và sau đó ship cứ roll liên tục cứ tức là à một tháng xin lỗi ship cứ bỏ vào trái phiếu một tháng, à, ship mua trái phiếu chính phủ mỹ một tháng, sau đó là hết một tháng là ship lại bỏ tiếp tục mua trái phiếu một tháng nữa và cứ như thế như thế như thế Uh, cái này nó tạo ra hai cái cái đầu tiên đó là làm cho cái mức lãi của ship nó trở thành lãi kép đó lãi mẹ để lại con đúng không cứ một tháng ship lấy tiền về là tháng sau là thay vì ship có 100 đồng thì bây giờ ship có 101 đồng rồi đó là cứ lãi mẹ để lãi con tiếp tục nhân lên tiếp theo nữa đó là bởi vì á, cái lãi suất về lý thuyết lãi suất nó cao hơn nên chả tội gì mà ship sử dụng lại trái phiếu dài hạn cả đó ship không có lý do gì để để đẩy tiền cho vay dài hạn mà ship sẽ cho vay ngắn hạn và một cái cuối cùng đó là rủi ro tại thời điểm hiện tại sip có thể nhìn thấy rằng federal Reserve đang trong một cái quá trình nâng lãi suất nên chính vì thế cái rủi ro về suy thoái và cái sự tăng của cái tỷ lệ việc làm đi lên và sip sẽ cảm thấy lo sợ về tình hình kinh tế lâu dài và sip chắc chắn là sip sẽ chỉ muốn cho vay ngắn hạn ngắn hạn đêm dài lắm mộng đúng không ngắn hạn bao giờ cũng ít rủi ro hơn dài hạn thì chính vì thế nhà đầu tư mới bắt đầu dồn tiền vào cho vay ngắn hạn và điều này xảy ra, điều này tạo ra một cái vấn đề đó là nó hút hết thanh khoản hay cái nhu cầu cho vay của doanh nghiệp ở dài hạn, tức là mặc dù lãi suất trái phiếu dài hạn vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp, nhưng cái khoản vay tiền đó, cái cái lãi suất cho vay bên ngoài thị trường tự do ở của doanh nghiệp này, của người dân này, như các bạn thể nhìn thấy là trong quá trình vay nhiều lúc là mortgage rate đó, tiền 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 lời mua nhà đó lên đến 7, mấy phần trăm nhiều lúc gần 8 phần trăm doanh nghiệp đi vay cũng thế 10 phần trăm 9 phần trăm 15 phần trăm chuyện bình thường đó thì khi mà trong cái trường hợp đó thì mặc dù lãi suất cho vay của dài hạn lãi suất trái phiếu dài hạn ở mức thấp nhưng lãi suất cho vay thực bên ngoài thị trường tự do thì ở mức cao bởi vì là cái khoản đầu tư cái 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 cái, cái cơ hội đầu tư ngắn hạn đó, cái cơ hội đầu tư vào lãi suất trái phiếu ngắn hạn đó, nó hút hết thanh khoản ở những cái khoản vay khác và điều này tạo ra một cái thắt chặt về tín dụng nó tạo ra một cái sự thắt chặt về tín dụng dành cho doanh nghiệp nói chung và không chỉ doanh nghiệp mà cả người dân như những gì mà chúng ta đã nhìn thấy uh, trong cái giai đoạn uh, trong cái giai đoạn khi mà federal Reserve nâng lãi suất đấy là việc đầu tiên việc thứ hai nữa cái này thì nó giống tương tự với uh, tương tự giống như những gì mà chúng ta đã nhìn thấy trong cuộc khủng hoảng ngân hàng thì cái trái phiếu đó, trái phiếu là một cái tài sản mà rất là nhiều người sở hữu thay bằng cách sở hữu tiền thì rất là nhiều người hay rất là nhiều doanh nghiệp sẽ thay vì giữ tiền ở trong kho giữ tiền trong nhà băng thì đi mua trái phiếu mặc dù nó chỉ cho một cái một cái lãi suất ngắn thôi nhưng mà nó rất là an toàn cái ý tưởng của người ta đó là người ta rất là an toàn đó và nó rất là li quyệt tức là nó có thể đổi ra thành tiền mặt bất cứ lúc nào nó không phải như kiểu là người ta đi mua vàng đi mua crypto nó nhảy lên nhảy xuống giật lên giật xuống hay là đi mua nhà khi mà rất là khó đổi ra tiền mặt một cái loại tài sản khác thì trái phiếu là một cái loại tài sản mang tính chất là gọi là liquid asset. Họ có thể đổi ra thành tiền bất cứ lúc nào không vấn đề gì cả nên chính vì thế là họ sẽ dự trữ tiền thay vì dự trữ tiền mặt thì họ sẽ dự trữ bằng trái phiếu. Tuy nhiên, khi mà Federal Reserve khi mà lãi suất ở bên ngoài thị trường tự do bắt đầu đi lên và lãi suất trái phiếu bắt đầu tăng thì giá trị của trái phiếu sẽ bắt đầu đi xuống. Trong cái video về khủng hoảng ngân hàng Nếu như bạn chưa qua thì xin hy vọng các bạn có thể coi qua những cái video đó Thì xin có giải thích rất là kỹ Đó là trái phiếu, lãi suất trái phiếu Xin lỗi mọi người Lãi suất trái phiếu với cả cái giá trị của trái phiếu đó, Nó đi ngược nhau à, nó một cách đơn giả sử đi ship cho bạn vay à, 100 đô Với lãi suất là 1% Đúng không? À, bây giờ lãi suất bên ngoài thị trường lên 5% rồi Đó Và bạn muốn à, ok trả lại ship cái tiền đó chưa hết thời hạn đúng không chưa hết thời hạn mà ship muốn đem cầm cái khoản tiền đó đi cho vay đi đem đi chỗ khác thì ship sẽ đưa đến một người khác ví dụ như vợ ship đi chẳng hạn ship bảo là ok ship có cái khoản vay này uh, giá trị là một phần trăm một năm tới sẽ nhận được 100 độ 101 đô uh, bây giờ vợ lấy đi vợ cầm đi vợ ship bảo ủa tại sao vợ ship phải bỏ 100 đô ra trả cho ship bởi vì là vợ ship có thể cầm 100 đô đó đem ra ngoài và cho vay lấy 105 đô về đúng không nên là vợ ship bảo là không được vợ ship chỉ trả ship 96 đô thôi cho cái khoản vay đó để mà một năm tới khi mà vợ ship nhận về 101 đô á thì so với cái 96 đô ban đầu nó vẫn là bằng 5% bằng với mức lãi suất bên ngoài thị trường tại thời điểm hiện tại nên chính vì thế khi mà lãi suất trái phiếu đi lên thì giá trị của trái phiếu sẽ đi xuống và điều này đồng nghĩa với việc đó là không chỉ doanh nghiệp khó tiếp cận vốn cho vay dài hạn hơn mà doanh bản thân giá trị tài sản dự trữ của ngân hàng, doanh nghiệp, người dân cũng sẽ đều đi xuống. Và ở trong một cái giai đoạn và ở ở nó thẳng luôn là trong một cái giai đoạn mà khi mà Federal Reserve nâng lãi suất quá là nhanh như thế này, quá là mạnh tay như thế này thì gặp một cái vấn đề đó là giá trị của trái phiếu, đó, giá trị của trái phiếu sẽ càng đi xuống nhanh hơn nữa. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây là cái mà ship sẽ tắt cái này đi và ship sẽ sử dụng cái tot các bạn có thể nhìn thấy cái đây tot và ship sẽ invert lại cái này đây tot đó chính là giá trị đúng không giá trái phiếu thường là một cái etf để track giá của trái phiếu 20 năm thì các bạn có thể nhìn thấy là trong quá trình uh, lãi suất uh, ngắn này thì ok này thấp này nhưng mà phép nâng lãi suất được vừa rồi cái đúng không nâng lãi suất cái là y như rằng giá trái phiếu là sụp đổ một cách mạnh mẽ thì những người mà sở hữu cái trái phiếu đó trước đó cái giá trị của họ sẽ đi xuống nếu như họ muốn bán tức là về lý thuyết là họ không có lỗ cái giống y chang với với cuộc khủng hoảng ngân hàng về lý thuyết họ không có lỗ nếu như họ giữ đến khi nào mà gọi là hết hết thời hạn đó, họ vẫn sẽ nhận lại được cái khoản tiền lời như mà họ đã được hứa tuy nhiên đó là cái này nó sẽ mất đi cái tính chất ly quyền bởi vì bây giờ nếu như họ bán đó, họ vẫn có thể bán nhưng mà nếu họ bán là họ thua, thua tiền họ họ sẽ bị lỗ đó, không ai chịu mua cái trái phiếu của họ. Họ nghĩ trong đầu là lúc nào mình có 100 mình bỏ 100 triệu vào trong trái phiếu này, ngày tháng sau mình cần tiền mình lấy ra vẫn được 100 triệu đúng không? Họ lúc đầu họ nghĩ như thế. Bây giờ bảo không được, bây giờ đem ra ngoài bán này chỉ được 90 triệu thế thôi. Một là họ phải chịu lỗ, hai là họ không có bán đi và họ tiếp tục giữ. Và cái này nó lại tiếp tục làm rút ra thanh khoản ra khỏi thị trường tự do. Đó, làm cho cái tín dụng cho vay tiếp tục đi xuống thì đấy là cái vấn đề tiếp theo mà tại sao chúng ta có cái đường cong lợi tức đảo ngược nó lại tạo ra cái vấn đề như thế nó một cách đơn giản đó là nó hút tập trung thanh khoản vào những cái khoản đầu tư ngắn hạn vào các khoản vay ngắn hạn và rút thanh khoản ra khỏi những cái khoản đầu tư dài hạn và chỉ những cái khoản vay dài hạn đó mới thực mới có gọi là chủ yếu là phát triển kinh tế về lâu về dài ví dụ bạn là doanh nghiệp đi bạn muốn khoản vay 5 năm bạn muốn vay tiền 10 năm để bạn có thể mở rộng sản xuất làm ăn chứ bạn không thể nào bạn đi vay một tháng xong rồi tháng sau bạn lại bạn lại đi vay tiếp được cái đó là chỉ dành cho vay thẻ tín dụng thôi đúng không chứ chúng ta không thể làm doanh nghiệp mà lại đi vay một tháng vay một năm được vay một năm thì vẫn có thể nhưng mà vẫn rất là khó thường thường là phải vay ví dụ 5 năm 10 năm chẳng hạn đó ví dụ vay mua nhà là phải vay 30 năm đó thì chính vì thế là trong khoảng thời gian á trong khoảng thời gian đảo ngược là lãi suất dài hạn ở đầu thị trường tự do vẫn sẽ tiếp tục đi lên mặc dù trái phiếu thì không đi xuống thấp hơn lãi suất chạy ngắn hạn nhưng mà dài hạn á, bên ngoài thị trường tự do thì lại đi lên cái điều này là chúng ta cũng đã nhìn thấy rất là nhiều ở trong những cái video trước của ship ship có nói về vấn đề đó rất là nhiều đó là gì nhà đầu tư cả nội và cả ngoại đặc biệt là trong nước nha tập trung mua trái phiếu ngắn hạn của chính phủ mỹ rất là nhiều đó và cái điều này làm cho cái nhu cầu trái phiếu dài hạn bị sụt đổ xuống bởi vì nhà đầu tư cũng nghĩ rằng là lãi suất sẽ sắt sắp bị cắt rồi. Nên là chúng tôi sẽ phải đi mua tập trung vào bây giờ kiếm được 5% năm độ 5% uh, API thì kiếm nốt 5% đi. Đó, thì chúng tôi sẽ đi mua trái phiếu ngắn hạn. Và cái này cũng tạo thành một cái vấn đề như các bạn có thể nhìn thấy ở chính phủ Mỹ ngay. Đó là chính phủ Mỹ phát hành liên tục phát hành trái phiếu ngắn hạn. Và đây là một cái sự nói chung là cũng khá là sai lầm trong tính toán về quản lý chi tiêu của nước Mỹ mà ship của nó rất là nhiều trên channel ship. Um, đó là trong khoảng thời gian Covid, chính phủ Mỹ không phát hành trái phiếu dài hạn rất là nhiều ở cái mức lãi suất gần 0%. Để bây giờ khi mà lãi suất cao rồi thì phát hành rất nhiều trái phiếu ngắn hạn và chính phủ Mỹ trong khoảng thời gian vừa qua chính phủ Mỹ cứ nghĩ là Federal Reserve có thể cắt lãi suất vào đầu năm 2000 đầu đầu năm vừa rồi, đầu năm 2024 hoặc cuối năm 2023 nên chính phủ Mỹ vẫn không có cảm thấy là không có lý do gì phải phát hành trái phiếu ngắn, dài hạn, chờ Federal Reserve cắt lãi suất đi thì mới phát hành trái phiếu dài hạn. Tuy nhiên là có vẻ chúng ta chậm cái khoản cắt lãi suất đó một năm, cái thời hạn cắt lãi suất là coi như là Uh, chậm một năm luôn đáng nghĩa là cắt từ tầm cuối năm 2023 chính phủ nghĩ thế nha đó thì là kéo dài tận đến bây giờ nên chính phủ Mỹ cứ phát hành trái phiếu ngắn hạn và hết hạn trái phiếu ngắn hạn lại tiếp tục vay nợ mới để trả nợ cũ cứ liên tục liên tục liên tục như thế nên là phát hành trái phiếu dài ngắn hạn rất là nhiều và đẩy cái lãi suất dài hạn đi lên à ngắn hạn đi lên lý do rất là đơn giản thôi bởi vì có quá là nhiều tiền trên có quá là nhiều tiền muốn vay ngắn hạn mà số lượng tiền có thể cho vay vẫn ở cái mức như thế nên chính vì thế thì chính phủ Mỹ phải offer cái mức lãi suất cao hơn để mà thu hút người ta vay ngắn hạn mua cái trái phiếu của mình và như các bạn thể thấy cho đến bây giờ chúng ta đang trả là 1,1 uh, chính xác là 3 tỷ đô mỗi ngày tiền lãi nha uh, và khoảng tầm 1,1 uh, nghìn tỷ đô uh, mỗi năm đó chỉ đơn giản là tiền trả lãi trong cái khoản độ trái phiếu ấy thôi thì đấy là một cái sự uh, tương tự chúng ta nhìn thấy không chỉ ở ở những cái nhân vật khác trên nền kinh tế mà cả chính phủ Mỹ nữa cũng có cái tính toán sai lầm và bị chịu ảnh hưởng từ cái chuyện đường cong lợi tức này. Rồi vậy thì đây là lý do tại sao hai lý do tại sao đường cong lợi tức thường thường dẫn đến suy thoái. Một cái lý do nó là biểu hiện của cái việc Federal Reserve cắt lãi suất, à, nâng lãi suất và cái thứ hai nó cũng chính là nguyên nhân giúp thanh khoản, uh, rút thanh khoản ra. Đó và một cái nữa mà Sip cũng muốn nói đó là cái yếu tố mà ship còn nói từ trước rồi ship còn nhắc lại đó là cái yếu tố về cảm nhận của nhà đầu tư đó là nhà đầu tư cảm thấy nó tạo là cái yếu tố về sentiment đó rất là nhiều lần khi mà ship nói trên youtube channel của ship ship có nói về cái vấn đề đó là cảm nhận của người dân cảm nhận của nhà đầu tư cái niềm tin và nền kinh tế đôi khi nó cũng tạo thành một cái vấn đề rất là lớn và thực chất tạo thành cái sự thật đó lo sợ nó trở thành sự thật gọi là self fulfilling prophecy khi mà đứng tăng lợi tức đảo ngược như thế thì uh, nhà đầu tư cũng cảm thấy lo sợ về điều kiện ngắn hạn họ tránh đã có những cái khoản đầu tư dài hạn hơn ờ, không chỉ cái chuyện cho vay mà cả những cái chuyện mà liên quan đến phát triển kinh tế đầu mở rộng sản xuất đầu tư nên chính vì thế cái suy nghĩ hay cái ao lúc hay về dài hạn ấy, bị giảm xuống đó và tất cả những điều này dẫn đến suy thoái kinh tế rồi vậy thì bây giờ chúng ta thử quay lại chúng ta thử quay lại bỏ cái này đi này, bỏ cái này đi uh, ship sẽ tắt cái phép fund rate này đi bắt đầu mở SPX vậy thì những cái gì đã xảy ra trong quá khứ nào đây là cái quan trọng à, đầu tiên là nếu như bạn nào muốn coi đường cong lợi tức các bạn rất là dễ nhé trên này uh, US 10 năm trừ US 02 year Đó. thì đây là cái đường cong lợi tức và ship đem đi so sánh với SPX và ship sẽ những gì xảy ra trong quá khứ thì ship sẽ mở cái này ra cái này là những cái lần những cái đường màu xám là những cái lần recession ok và các bạn sẽ để ý ngay này lần những cái lần uh, có rất là nhiều cái 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 này là nó có thể về tận đến đợt ở uh, đại suy thoái năm 2029 cơ nó vẫn đúng tuy nhiên là đại suy thoái 2029 đúng và năm 45 có một cái nữa nhưng mà ở trên trading view là nó không có nên là sip sẽ không không sử dụng cái xa như thế sip chỉ nhìn từ năm uh, 89 thôi đúng không? thì chúng ta có cái oil shock năm 90 khi mà Iraq uh, xâm lược um, Iraq xâm lược um, Kuwait đó thì chúng ta có cái cuộc chiến tranh vùng vịnh đầu tiên và các bạn có thể nhìn thấy ngay là đây đường cong lợi tức trước đó là gãy đảo ngược rất là nhanh gãy này. Sau đó là dừng đảo ngược. Dừng đảo ngược cái và đẩy tiếp tục đi lên thì SPX trong khoảng thời gian đó gãy từ trăm uh, 300 370 xuống đến đây 299 là cũng là tầm 30%. Đó, 20%, 20 mấy phần trăm là SPX gãy. Đó trải qua một cái giai đoạn suy thoái à, thị trường trong vòng 35 tuần mới có thể hồi phục được cái con số trừ này là nó sai nha nó là cái con số nó tính của cái đường cong lợi tức thì có một cái là ship không biết làm thế nào để có thể apply những cái drawing này vào cái second scale đó và cái scale thứ hai này nên là đôi khi nó 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 hơi bị lệch nên các bạn đừng nhìn vào cái dấu dấu cái phần bao nhiêu phần trăm này chỉ đơn giản là nhìn vào cái shading này thôi và cái tên của cái cuộc khủng hoảng này tương tự như thế sau đó chúng ta lại tiếp tục có một cuộc khủng hoảng tiếp theo và mắc cũng gãy ba chục phần trăm à hai mươi mấy phần trăm nữa đó là đợt vào năm uh, 98 đúng không năm 98 thì năm 98 này là cuộc khủng hoảng về nợ của uh, Nhật của rất là nhiều quốc gia Nhật Bản Thái Lan Hàn Quốc này các bạn xem cây liền drama phim hàn phim hàn quốc nói đến cái vụ này nhiều lắm và Nga vỡ nợ Nga vỡ nợ đó cuộc khủng hoảng về nợ của Nga và các quốc gia mới nổi các nền kinh tế mới nổi ờ, chúng ta cũng tiếp tục đường cong lợi tức cũng dự báo rất là chính xác luôn đó rất là chính xác ờ, và tiếp theo nữa là Dotcom bubble cực kỳ chính xác và rất là sớm đây là một cuộc khủng hoảng có thể nói là À, đây là một cuộc đợt market gãy rất là sâu và dotcom bubble nó đã báo từ đầu năm, từ đầu tháng 2 Đây, đã đảo ngược đường công lợi tức đảo ngược này Đảo ngược trong một giai đoạn rất là lớn, gần một năm, gần một năm, 11 tháng Sau đó bắt đầu đẩy lên và cũng cùng lúc đó thì là đường market bắt đầu tiếp tục gãy trong cái giai đoạn market Đã be market rồi, tức là đã đi vào suy thoái rồi, đã gãy từ trước một xíu rồi Nhưng mà sau đó là gãy sâu hơn này, là dotcom bubble là SPS gãy từ 1 nghìn năm về đến gần 50 phần trăm 40 phần trăm đó SPX gãy SP Finance gãy 40 phần trăm và sau đó chúng ta lại có subprime mortgage đúng không là đường cong lợi tức đảo ngược uh, trong cái giai đoạn từ 06 cho đến đầu 07 và sau khi đầu 07 hết đảo ngược cái bắt đầu đẩy lên cái thì là chúng ta bắt đầu mắc bắt đầu gãy từ tháng 12 năm 2007 và trong thời gian gần đây câu chính là câu á nói thế nào nhỉ câu Việt là một cái gì đó nó hơi bất ngờ một xíu nên là chúng ta không có hẳn là nói ra được đúng không? Đó nhưng mà có một chút đường cong lợi tức cũng đã đảo ngược từ tháng 8 năm 19. Đó, thật ra đường cong lợi tức có đảo ngược nhẹ vào tháng 8 năm 19 nha. nên là thường thường rất là nhiều người vẫn cho rằng là cái đường cong lợi tức này là nó đã báo hiệu trước cái đợt suy thoái kinh tế năm năm COVID rồi. nhưng mà ship sẽ bỏ qua cái này tại vì cái này nó nó là một cái gì đó nó rất là bất ngờ, ship không nghĩ là như thế. Đó. Thì nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã trải qua 2 năm, đây là giai đoạn đường cong lợi tức đảo ngược lâu nhất, dài nhất trong lịch sử từ trước đến giờ. Và bây giờ thì đường cong lợi tức cuối cùng đã hết đảo ngược. Đó. Và như các bạn có thể nhìn thấy, tất cả những lần trước là đường cong lợi tức đã đã có thể nói là đã dự đoán rất là chính xác, rất là chính xác. À, khi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu suy thoái kinh tế và thường thường là cùng với lúc đó là thị trường sẽ gãy. Và thường thường cái thời điểm mà chúng ta cần phải để ý nhất không phải là cái thời điểm mà đường cong lợi tức bắt đầu đảo ngược mà là cái thời điểm đường cong lợi tức dừng đảo ngược. Bởi vì như các bạn nhìn thấy là thường thường khi mà nó dừng đảo ngược xong một thì lúc đó là chúng ta mới bắt đầu suy thoái kinh tế và thị trường mới bắt đầu gãy. Ok. Vậy thì câu hỏi đầu tiên mà đặt ra này. Tại rất nhiều người hỏi tại sao á lần này á thì cái đường cong lợi tức nó lại đảo ngược lâu như thế hai năm lận trong một khoảng thời gian rất là lâu cái lý do rất là đơn giản đó là trong khoảng thời gian bởi vì cái dịch covid cái trong trước cái thời điểm covid suy nghĩ rằng là nền kinh tế vẫn đang di chuyển một cách rất là tốt rất là vui vẻ nên chính vì thế khi mà covid xảy ra là một cuộc suy thoái rất là um, rất là ngắn một cuộc suy thoái có thể nói là rất là ngắn và federal reserve in một số lượng tiền cực kỳ cực kỳ lớn vào và đẩy vào trong nền kinh tế thì lúc đó Uh, lúc đó các doanh nghiệp uh, và người dân có một cái khoản tiền dự trữ Có những cái khoản vay và những cái khoản tiền dự trữ một cách uh, rất là nhiều Và đặc biệt kể cả cho vay dài hạn như Zip có nói trong cái video về khủng hoảng ngân hàng Các doanh nghiệp Mỹ trong khoảng thời gian Covid vay một số tiền rất là lớn Và mặc dù cái lãi suất trái phiếu ngắn hạn nó ở mức cực kỳ thấp nhưng lãi suất trái phiếu dài hạn cũng cũng rất là thấp luôn Nên là họ có thể vay 5 năm 10 năm mà không vấn đề gì cả Ở cái mức lãi suất Có thể nói là cao cao hơn ngắn hạn thôi nhưng nó vẫn Không có vấn đề gì hết 1% 2% 5 năm 10 năm Đó Thì cái những cái khoản đó là những cái khoản mà gọi là dự phòng dự trữ Để giúp cho nền kinh tế tiếp tục di chuyển trong khoảng thời gian vừa qua và khi có cái số tiền dự trữ như thế đúng không nó có cái số tiền dự trữ như thế nó làm cho cái đường cong lợi tức bị đảo ngược ở trong một cái giai đoạn có thể nói là rất là rất là sâu người ta bị đảo ngược ở trong một cái giai đoạn rất là sâu bởi vì các doanh nghiệp vẫn sẵn sàng khi mà doanh nghiệp vẫn hết tiền á thì cái nền kinh tế nó vẫn tiếp tục đủ sức chịu đựng để mà doanh nghiệp tiếp tục vay dài hạn đó, doanh nghiệp tiếp tục tiếp tục vay dài hạn, tiếp tục tiếp tục vay dài hạn uh, và giữ cái mức lãi suất ngắn hạn ở cái mức cao. Thường thường trong những lần trước chuyện gì xảy ra, doanh nghiệp vay ngắn hạn, doanh nghiệp gãy nền kinh tế đi xuống, nền kinh tế crash, Fed cắt lãi suất nên chính vì thế đường cong lợi tức nó đảo ngược không được lâu. Còn trong lần này doanh nghiệp nhiều tiền, người dân vẫn tiếp tục mua hàng, doanh nghiệp vẫn tiếp tục kiếm được tiền nên cứ tiếp tục vay ngắn hạn, vay ngắn hạn, vay ngắn hạn, hết tiền thì lại vay tiền mới và sau đó là mọi thứ nó vẫn di chuyển rất là bình thường hoặc là họ chấp nhận vay dài hạn ở mức lãi suất cao không vấn đề gì cả hiện tại lãi suất cao như vậy mortgage như vậy vẫn có người mua nhà mà đúng không đó cho đến khi nào mà nền kinh tế gãy là vẫn không sao cả vẫn có nhiều người họ vẫn có thể tiền và vẫn mua được nhà thì đấy là lý do tại sao trong thời gian vừa qua chúng ta có một cái đường phòng nội tức đảo ngược lâu đến như thế. Đấy là cách giải thích rất là đơn giản, nhưng mà ship nghĩ rằng là nó giải thích gần như 80% rồi. OK. Rồi. Vậy thì câu hỏi tiếp theo đặt ra rất là nhiều người sẽ uh, đặt ra ở đây đó là bây giờ khi mà đường cong lợi tức đã hết đảo ngược rồi, nó có dẫn đến suy thoái hay không? Đó câu câu hỏi mà chắc chắn rất là nhiều người hỏi. Thì ship nghĩ rằng đứng từ góc độ của ship nhìn khi mà nhìn vào đây á thì chúng ta có thể nói là khá là có, OK? Khá, khá, khá là dễ xảy ra. Uh, và nếu như mà ship được đặt á thì ship nghĩ rằng là những cái với những cái gì mà ship đang nhìn thấy thì ship nghĩ rằng là chúng ta sẽ có suy thoái ship không ship nghĩ rằng là ship chưa bao giờ thay đổi cái suy nghĩ hay cái nhận định của ship về việc là có suy thoái hay không um, ship đã nói rất là nhiều trong những cái podcast giữa ship về linh hà đó là Sip nghĩ rằng là nền kinh tế Mỹ vẫn sẽ trải qua suy thoái vào cuối năm 2024 à, và bây giờ chính là cái thời điểm đó đó Sip nghĩ rằng là nó vào mùa à, và nói chung là vào mùa thu nhưng mà mùa thu của nước Mỹ là thường thường tháng 10 tháng 10 tháng 11 tháng 12 nha tầm tầm đó tức là sau cái mùa hè sau cái mùa du lịch đó đó hết tháng 9 là hết mùa du lịch đúng không hết tháng thường hết tháng 8 qua tháng 9 tháng 10 thì Sip nghĩ rằng là cuối năm 2024 thì chúng ta sẽ đi vào một cái giai đoạn suy thoái à, giai đoạn suy thoái có nhiều hay không thì cái đó chúng ta chưa thể nói được tiếp theo nữa đó là market có gãy hay không đúng không câu hỏi tiếp theo chúng ta đặt ra đó là thường thường market có gãy hay không và nếu có gãy là sẽ gãy khoảng tầm bao nhiêu uh, với những gì mà chúng ta đang nhìn thấy ở trong cái uh, với những gì mà chúng ta đang nhìn thấy ở trong cái cái chart này và trong những cái correlation này thì câu trả lời là có um, tất cả những cái lần tất cả những cái lần trước thì nó đều dẫn đến uh, suy thoái kinh tế và cái này là cái suy thoái kinh tế liên quan đến khủng hoảng về nợ tức là sao nó không phải là một cuộc khủng hoảng về suy thoái kinh tế theo cái kiểu như là uh, có một cái gì đó bị vỡ mà là do rất là nhiều doanh nghiệp không thể có thể tiếp cận đến với tiền được không thể tiếp cận được với nguồn doanh thu nên chính vì thế các doanh nghiệp bắt đầu sụp đổ và nó tạo ra một cái vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán là các doanh nghiệp bắt đầu sụp đổ thì nó sẽ nói chung là nó 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 đi thẳng luôn chứ nó không phải là đi đường đường dích rắc nữa nó đi thẳng luôn thì cái này là cái mà thứ tiếp theo mà ship cũng lo sợ rồi vậy thì có một vài cái điều rất là quan trọng khi mà chúng ta nói về dữ liệu thì khi mà các bạn khi mà chúng ta so sánh về dữ liệu á thì chúng ta cần phải có nhiều cái sự gọi là trùng hợp ship có nói rất là nhiều lần trên channel của ship đó là cái việc nhìn vào dữ liệu thì nó sẽ giống với kiểu dự báo thời tiết Uh, các bạn vừa phải ví dụ các bạn muốn dự báo là có mưa các bạn phải dự từ tính là cái chuyện thứ nhất này là ok trời nhiều mây hay không nhiều mây uh, độ ẩm có cao hay không mùa này mùa mưa hay không rất là nhiều yếu tố và càng nhiều yếu tố xác nhận lẫn nhau thì điều này đồng nghĩa việc là cái tỷ lệ nó có thể xảy ra càng đúng thì có một cái yếu tố khác mà ship cũng uh, muốn nhìn vào đó là federal reserve chuẩn bị cắt lãi suất vào tháng 9 thì cái việc mà đường cong lợi tức nó dừng đảo ngược với cái việc mà federal reserve bắt đầu cắt lãi suất gần như là nó là một đúng không? Lý do mà ship có giải thích rồi đó là bởi vì đường cong lợi tức nó đi theo cái chu kỳ đó. Vậy thì bây giờ giả sử chúng ta tiếp tục lấy cái việc Federal Reserve cắt lãi suất ra, đúng không? Federal Reserve cắt lãi suất ra để làm một cái để làm dữ liệu để chúng ta dự đoán rằng chúng ta có đi vào suy thoái hay không. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái việc mà Federal Reserve cắt lãi suất uh, nó cũng tương tự như đường cong lợi tức nó cũng có những cái lý do để dẫn đến suy thoái từ cái việc đó là biểu hiện và nguyên nhân đầu tiên khi mà phê đổi cắt lãi suất thì có hai vấn đề các bạn phải tập tiểu điều đầu tiên đó, đó là phải cắt phải nâng lãi suất thì mới có thể cắt lãi suất được đúng không chúng ta phải có một cái chu kỳ nâng lãi suất trước sau đó là phê đổi dốc mới có thể cắt lãi suất từ trên xuống dưới thì chính cái chu kỳ nâng lãi suất đó chính cái chu kỳ nâng lãi suất đó nó làm cho nền kinh tế bị thắt chặt và có thể dẫn đến suy thoái đấy là cái nguyên nhân còn tiếp theo cái biểu hiện là sao đó là thường thường á khi mà Federal Reserve cắt lãi suất sẽ ở lúc nào? Khi mà Federal Reserve cảm thấy nền kinh tế bắt đầu đã được thắt chặt hết mức. Đó, và lạm phát bắt đầu đi xuống. Nhưng lạm phát đi xuống điều này đồng nghĩa việc là gì? Nhu cầu việc làm và nhu cầu tiêu dùng đi xuống thì mới có thể đẩy giá cả đi xuống. Thì khi đó thì việc Federal Reserve cắt lãi suất nó cũng sẽ là biểu hiện của suy thoái, tức là Federal Reserve cắt lãi suất bởi vì nền kinh tế đang ở trong một cái giai đoạn thắt chặt đang đã ở trong cái giai đoạn thắt chặt rồi và gần như mất mé đi đến suy thoái rồi. Thì nếu như các bạn tiếp tục uh, ship lại trở về cái chart này và ship lật ngược đúng không ship có thể gọi là lật ngược cái chart này lại, thì các bạn có thể nhìn thấy là trong những cái lần mà chúng ta cắt lãi suất trước, chúng ta cắt lãi suất trước đây, uh, ví dụ như là lần uh, lần này, đây, lần đây chúng ta cắt lãi suất trước, đó đây là giai đoạn chúng ta đi nâng lãi suất và chúng ta cắt lãi suất ở per Rate để ship uh, dừng đảo ngược lại một xíu. Thì khi mà Fed bắt đầu cắt lãi suất á thì thị trường cũng bắt đầu gãy này. Dotcom bubble tương tự này, Fed bắt cắt lãi suất vào tháng 11 năm uh, năm 2000 đúng không? Là thị trường sẽ bắt đầu tiếp tục ngay lập tức đi vào cái dotcom bubble ngay lập tức tháng tháng sau luôn tháng 2 năm năm 2001. một. Uh, lãi suất ở đây đây là bên cái cuộc khủng hoảng về nợ đúng không? Cũng mới cắt lãi suất này, cái này thì chậm hơn. Vào khủng hoảng rồi mới cắt lãi suất tiếp theo nữa là oil shock con um, cơn sốc về xăng dầu đó thì những cái cuộc khủng hoảng này oil shock này và cuộc khủng hoảng về nợ thì nó mang tính chất là nó sẽ mang tính chất là bất ngờ hơn N nó, mang tính chất là bất ngờ hơn còn những cái cuộc khủng hoảng liên quan đến năm 2000 2008 này này thì nó là cuộc khủng hoảng kinh tế mang tính chất là ít yếu tố bất ngờ nó do yếu tố kinh tế nhiều hơn là những cái tác động ở bên ngoài yếu tố thứ ba ví dụ như câu việt sẽ là yếu tố bên ngoài này à, việc uh, iraq xâm lược uh, kuwait năm năm tám đó nhưng năm tám chín là 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 yếu tố bên ngoài này thì các bạn thể nhìn thấy ngay là khi mà fed cắt lãi suất xong khoảng tầm 2 tháng thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào khủng hoảng và thị trường thường thường là thời điểm fed cắt lãi suất sẽ cũng là đỉnh ngay sau đó hoặc ngay trước đó ngay khoảng đó sẽ là thị trường đã tạo đỉnh đó. Nên chính vì thế thì ngoài cái việc mà đường tăng lợi tức không đảo ngược thì cả cái yếu tố về việc phép cắt lãi suất cái yếu tố mà tất cả mọi người đều đang nghĩ rằng là phê đổi cứ cắt lãi suất thì thị trường sẽ bay lại là cái lúc thường thường cái đó sẽ là cái lúc mà thị trường không có bay. Đó. Ok. Rồi. Vậy thì cái câu, cái câu hỏi đặt ra này đó là có yếu tố nào nữa có cái yếu tố nào nữa mà tại sao khi mà Federal Reserve cắt lãi suất thì thị trường lại gãy không? Ok, thị trường lại 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 gái. Uh, cái yếu tố một cái yếu tố rất là quan trọng đó là tại sao uh, đường cong lợi tức lại hết đảo ngược. Đó. Có hai kiểu để đường cong lợi tức hết đảo ngược nha. Chúng ta phải xác định với nhau. Ờ uh, cái việc mà đường cong lợi tức hết đảo ngược nó gọi là steepening. Thì có hai cái lý do để có thể steepening một là bull steepening và bear steepening. Nghe nó rất là phức tạp nhưng mà thật ra rất là đơn giản khi mà đường cong lợi tức đây là trái phiếu ngắn hạn này đây là trái phiếu dài hạn này đúng không à, khi mà nó muốn nó hết đảo ngược thì một cái việc đầu tiên là đường cong lợi tức à cái bên trái phiếu ngắn hạn á lãi suất ngắn hạn á nó phải đi xuống bằng với dài hạn đúng không đấy là việc đầu tiên cái này gọi là bu steepening ok sorry mọi người mọi người sẽ hỏi tại sao bu là đi lên mà cái này lãi suất đi xuống mà lại gọi là bu steepening bởi vì là giá trái phiếu đi lên nên nó gọi là bu steepening ok cái đó là tốt cái vấn đề thứ hai đó là gì? Đó là bear steepening, có nghĩa là gì? Lãi suất trái phiếu ngắn hạn vẫn ở đây nhưng lãi suất trái phiếu dài hạn đi lên. Đó, đi lên. Thì cái này nó gọi là bear steepening. Có hai kiểu. Vậy thì có hai lý do để lãi suất trái phiếu à nhầm, đường cong lợi tức hết đảo ngược đúng không? Là đường lãi suất trái phiếu ngắn hạn đi lên và lãi suất trái phiếu dài hạn đi xuống. Vậy thì tại sao cái này lại à, lại lại hơi không không tốt? Đầu tiên á, khi mà lãi suất trái phiếu ngắn hạn đi xuống á thì cái này về lý thuyết nó là một cái cảnh tốt hơn nói là gì nó là cái trường hợp tốt hơn cái trường hợp còn lại xin nói luôn nó là trường hợp tốt hơn cái trường hợp còn lại khi mà điều đấy uh, xảy ra thì đồng nghĩa với việc là cái Federal Reserve sẽ bắt đầu kéo lãi suất đi xuống đúng không Federal Reserve sẽ kéo lãi suất đi xuống đây Federal Reserve sẽ bắt đầu kéo lãi suất của mình đi xuống đây là năm 2024 đường màu tím sẽ bắt đầu kéo lãi suất đi xuống và làm lãi suất trái phiếu ngắn hạn giảm về bằng với lãi suất trái phiếu dài hạn. Trường hợp này là một cái trường hợp mà thường thường là vô thưởng vô phạt nhưng mà nó sẽ giúp tăng cái nhu cầu tiêu dùng. Tăng đủ hay không thì là một câu chuyện khác. Tuy nhiên, cái tốc độ về việc cắt lãi suất trái phiếu ngắn hạn có thể làm cho dòng tiền ngồi ngoài và cảm thấy bất ổn về chính sách. Trong kinh tế vĩ mô thì chúng ta sẽ phải có một cái giai đoạn mà giai đoạn này nó gọi là macro lag. Ok, sẽ có một cái khái niệm mới mà ship sẽ phải nói với mọi người đó là macro lag. Macro lag là gì? Nó một cách đơn giản đó là những cái dữ liệu nó sẽ mang tính chất delay, kiểu như là những cái ảnh hưởng về kinh tế vĩ mô nó phải ngấm dần vào trong nền kinh tế chứ không phải là phép nâng lãi suất một cái là tỷ lệ thất nghiệp sẽ đi lên, phép giảm lãi suất một cái là tỷ lệ thất nghiệp nó sẽ đi xuống đúng không? nó sẽ có những cái tính chất mà gọi là macro lag à, tương tự như cách ship giải thích là tại sao chúng ta có một cái giai đoạn uh, đường cong lợi tức đảo ngược kéo dài đến như thế bởi vì chính là bởi vì các doanh nghiệp có một cái khoản tiền dự trữ dài hơn để có thể trụ qua cái giai đoạn lãi suất cho vay uh, cao và cái chi phí cho vay ngắn hạn cao như vậy đó là bởi vì cái macro lag nó gọi là cái macro lag nó sẽ dài hơn những chu kỳ trước thì khi mà lãi suất trái phiếu ngắn hạn bắt đầu đi xuống thì nhà đầu tư sẽ bắt đầu đánh giá lại cái ảnh hưởng của cái macro lag đó và nó sẽ tạo ra một cái trường hợp nó sẽ tạo ra một cái nó gọi là một cái giai đoạn một cái giai đoạn nha mà nhà đầu tư sẽ để tiền ở bên ngoài bởi vì là lãi suất ngắn hạn sẽ bắt đầu đi xuống cái cái gọi là cái sự gọi là favor tức là nói thế nào nhỉ cái nhà đầu tư vẫn sẽ cho vay ngắn hạn nha. Trong cái giai đoạn mà lãi suất bảo đi xuống nhà đầu tư vẫn sẽ cho vay ngắn hạn. Nhưng mà cái cái cảm nhận nó thế nào cái 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 reward nó thì không biết dịch cái từ này thế nào cái reward hả cái 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 số tiền lời đúng rồi, cái số tiền lời từ việc cho vay ngắn hạn nó sẽ đi xuống nó sẽ ít hấp dẫn hơn. Xin xin lỗi đúng rồi, nó sẽ ít hấp dẫn hơn. Nên chính vì thế nhà đầu tư sẽ đánh giá lại cái macro lag tính chất về macro lag nền kinh tế có đang suy si vào suy thoái hay không lãi suất ngắn hạn như này có thấp quá so với cái rủi ro là có thể đi vào suy thoái hay không chính vì thế họ có thể rút tiền ra không cho vay hoặc cho vay ngắn đi cho vay ít đi đấy là việc đầu tiên việc thứ hai nữa đó là tại thời điểm khi mà lãi suất trái phiếu bắt đầu mới đi xuống á, thì lãi suất trái phiếu dài hạn chưa chắc đã đi xuống lãi suất trái phiếu dài hạn sẽ phải price in từ trước đó rồi nên là họ sẽ cũng không cho vay dài hạn nói một cách đơn giản này các bạn có thể nhìn vào lãi suất cho vay dài hạn là sử dụng cái mortgage 30 năm khi mà lãi suất bắt đầu đi lên á, bắt phê đổ ra bắt đầu nâng lãi suất á thì mortgage tăng rất là nhanh, tăng cao hơn rất là nhiều, tăng về đến 7% gần 8% lận đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó nhà đầu tư người cho vay á, người ta không thể nhìn vào những cái gì đang diễn ra bên ngoài thị trường tức là lãi suất của phép bên ngoài thị trường được. Người ta phải tìm cách dự đoán cái chu kỳ này lãi suất có thể lên cao đến bao nhiêu thì người ta mới bắt đầu nâng lãi suất đến như thế. Gọi là nâng trước thà thừa còn hơn là bỏ sót thì khi mà lãi suất trái phiếu khi mà nền kinh tế bắt đầu thắt chặt rồi và Federal Reserve bắt đầu dự định nâng hạ lãi suất trái phiếu rồi thì lãi suất à, hạ lãi suất ở tại Federal Reserve rồi thì lãi suất trái phiếu dài hạn cũng sẽ bắt đầu đi xuống trước trước khi là chúng ta Federal Reserve thật sự hạ lãi suất trái phiếu. Các bạn có thể nhìn thấy là lãi suất đây, lãi suất năm 2023 năm chính xác một năm trước lãi suất dài hạn ở mức cao, còn màu tím là lãi suất năm 2024 là dài hạn sẽ bắt đầu đi xuống đặc biệt là trung hạn ngắn cắt trước đó bởi vì là người ta đã bắt đầu tính trước là Fed Reserve sẽ hạ lãi suất rồi người ta đã phải price in từ trước giống như kiểu là mortgage trade, cái tiền đi cho vay nhà sẽ bắt đầu đi xuống từ trước đó. nên mà khi mà Fed Reserve mới bắt đầu cắt lãi suất đi vào cái chu kỳ cắt lãi suất đầu tiên á mà chưa rõ ràng mà chưa có suy thoái kinh tế xảy ra chưa có một lý do gì để mà nhà đầu tư nghĩ rằng lãi suất có thể đi xuống sâu hơn rất là nhiều á thì họ sẽ thì lãi suất trái phiếu dài hạn cũng sẽ không đi xuống theo cái ảnh hưởng ban đầu đầu tiên sẽ là ảnh hưởng đến từ lãi suất trái phiếu ngắn hạn và điều này làm cho cái đường cong lợi tức nó phẳng ra tức là lãi suất trái phiếu ngắn hạn đi xuống nhưng lãi suất trái phiếu dài hạn đi lên và nhà đầu tư sẽ có thể rút tiền cho vay ngắn hạn ít lại tức là không có thêm cái nhu cầu để cho vay dài hạn nhưng lại bớt cái nhu cầu cho vay ngắn hạn đi đấy là việc đầu tiên cái vấn đề thứ hai đó là gì cái vấn đề thứ hai đó là trong giai đoạn này nó có thể là một cái giai đoạn khác đó là bear steepening đó tức là khi mà lãi suất trái phiếu dài hạn đi lên thì ở cái bear steepening này nó đáng sợ hơn là cái bull steepening nha cái cái bear steepening này chính là nó đáng sợ hơn cái bull steepening bull steepening á tức là chỉ có lãi suất trái phiếu ngắn hạn đi xuống thôi lãi suất trái phiếu dài hạn đứng im còn bear steepening á thì lãi suất trái phiếu dài hạn đi lên thì cái bear steepening này á là do nhà đầu tư lo sợ về suy thoái kinh tế nên chính vì thế bắt đầu bán tháo các trái phiếu ở dài hạn đi ra cái này là cái cực kỳ đáng lo sợ và cái này khi mà lúc nãy sĩ còn nói về cái vấn đề đó là khi lãi suất trái phiếu dài hạn ở mức thấp á, thì lãi suất trái phiếu bên à, lãi suất cho vay bên ngoài thị trường tự do vẫn ở mức cao trong cái giai đoạn inverted yield curve nhưng mà nếu như bây giờ trong cái giai đoạn hết đảo ngược á, mà mà bị bán tháo lãi suất trái phiếu dài hạn bị bán tháo thì điều này đồng nghĩa với việc là lãi suất bên cho vay bên ngoài thị trường tự do cũng sẽ phải đi lên chứ không phải là đi xuống đó thì cái này nó vừa là nguyên nhân và vừa là biểu hiện của suy thoái kinh tế biểu hiện là gì nhà đầu tư lo sợ họ bán tháo trái phiếu dài hạn họ không cho vay dài hạn họ bán ra các khoản vay dài hạn đẩy cái lãi suất cho vay bên ngoài thị trường tự do dài hạn đi lên tiếp theo nữa đó cũng là biểu hiện và nó cũng là nguyên nhân nguyên nhân là gì bởi vì họ làm như thế doanh nghiệp nhà đầu tư người dân không thể tiếp cận được với nguồn vốn cho vay dài hạn và cũng tương tự như cái chuyện là đó và thị trường mắc kẹt gãy tất cả mọi thứ gãy đó thì đấy là hai cái trường hợp xảy ra khi mà đường cong lợi tức hết đảo ngược bull steepening và bear steepening vậy thì câu hỏi bây giờ làm thế nào để chúng ta tránh đúng không chúng ta có thể tránh được cái này như nào position chúng ta sẽ ra sao đó thì đây là một cái khi mà nói trực tiếp về thị trường chứng khoán á thì đây là một cái bạc cái này thì ship post trên um, discord của ship đúng không uh, cái này thì nếu như ai quan tâm thì mọi người có thể tham gia cái Discord của Ship thì nếu như ai không biết thì Ship đã uh, ra một cái Discord mới rồi, giới thiệu qua một xíu thôi, Discord mới của Ship thì đây sẽ là cái nơi mà Ship uh, gần như là hoạt động nhiều nhất uh, từ sẽ hoạt động ở trên này coi như là ít nhất là cho đến tương lai mà ship có thể nhìn thấy luôn bởi vì đây là discord này chỉ có riêng của ship thôi thì uh, nếu như ai muốn theo trade của ship và muốn đọc tất cả những cái analysis của ship xem ship trade như thế nào thì có thể tham gia cái discord này mọi người có thể vào và đem qua cái giới thiệu dịch vụ ship có làm một cái video giới thiệu rất là kỹ về những cái loại ship trade những ai mà phù hợp với cái trade của ship và uh, mọi người sẽ có nhận được những cái gì đó thì Uh, mọi người có thể khen qua cái này thì có hai ship nói qua là hai cái điều rất là ship nghĩ rằng là rất là quan trọng uh, về khác biệt giữa discord của ship với nhiều discord khác đó là cái đầu tiên đó là ship sẽ có limited slot bởi vì thật sự chỉ có một mình ship làm và ship không nghĩ là ship sẽ làm chung với ai nữa chỉ có một mình ship trên đây thôi nên là ship muốn ít nhất là một người bỏ tiền ra vào membership thì ship có thể uh, nói chuyện với mọi người ít nhất một tháng một lần đúng không quan tâm theo dõi xem như thế nào cái thứ hai nữa là ship uh, cái thứ hai quan trọng nhất đó là ship hướng dẫn rất là kỹ đó, ship muốn là những cái người mà bắt đầu đăng ký theo ship vào Discord này là um, gần như hiểu cách trade và đi theo cái cách của 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 mình làm ý. để vì nói chung là nếu mọi người bỏ tiền ra thì mọi người phải sử dụng được dịch vụ chứ, đúng không? Và nếu mà không sử dụng mà vào đọc không hiểu gì thì thì ship cũng cảm thấy rất là có lỗi không muốn. Thì ví dụ như ship sẽ dạy sẽ chỉ từ chia tài khoản như thế nào này, rồi thậm chí là mỗi cái kiểu trade là ship sẽ có video hướng dẫn đầy đủ là một người làm như thế nào, theo cái kiểu trade này như thế nào, cái tại sao chúng ta lại trade như thế này vân vân đó để mà có thể mà thấy được để mà có thể uh, ra ra được lợi nhuận còn uh, sau đó là cũng tất cả mọi thứ nếu mọi người đã sẵn sàng thì đây là cái hướng dẫn mọi người vô cái đường link này ship sẽ để lại cái đường link ở trên uh, ở dưới um, thì mọi người cứ thế mọi người tham gia thôi đó rồi uh, vậy thì trở về cái vấn đề đường cong lợi tức Thì à, trở về cái đường cong lợi tức này đây là cái uh, nói chung là cái chu kỳ cái này nó chỉ mang tính chất là tham khảo chứ nó cũng không hẳn là đúng thì mọi người có thể nhìn thấy là trong cái giai đoạn grow down á đó nó chia ra hai dạng đó là cái dạng steepening như thế nào và cái giai đoạn uh, trong giai đoạn mà thị trường à nhầm, nền kinh tế đi lên và nền kinh tế đi xuống trong giai đoạn nền kinh tế đi xuống mà steepening á thì uh, chỉ có một cái đó là đồng đô la sẽ tăng ok uh, nếu mà bear steepening, Steve sẽ nói luôn một điều đó là những cái này á là nó đang mang tính chất là tham khảo Đúng, những gì mà chúng ta nhìn thấy trong khoảng thời gian vừa qua đó là các quốc gia tại thời điểm hiện tại đang bán ra đồng đô la, ok đang bán ra trái phiếu chính phủ Mỹ và cái việc này rất là nhiều người tưởng là khi mà bán ra đồng đô la đồng nghĩa với việc à, bán ra nợ trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ làm cho uh, trái phiếu sẽ làm cho đồng đô la đi xuống thật ra không hẳn thật ra là không hẳn nó 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 bởi vì nó sẽ nó sẽ hơi phức tạp khi mà chúng ta đi vào cái đó thì nó sẽ hơi phức tạp một xíu nhưng mà nếu như chúng ta đi vào trong giai đoạn bear shipping á thì lãi suất cho vay dài hạn á đi lên á thì nó sẽ làm ra giá trị của đồng đô la thật ra đi lên. đó, thì nó cũng không hề gọi là vui vẻ cho lắm. À, đứng từ góc độ về uh, về thị trường, nó thật ra nó cũng không hẳn là vui 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 quá là vui đâu. đó, khi mà đồng đô la đi lên thì nó cũng chưa chắc là nó quá là tốt cho thị trường. ship sẽ nói luôn như thế. À, tiếp theo nữa là nếu như mọi người nhìn thì cái gãy nhiều nhất á, sẽ là sê cổ stock. đó, những cái cổ phiếu um, cho những cái cổ phiếu mà cho cho bán hàng, các thứ này kia theo chu kỳ á, thì nói chung là sẽ gãy nhiều nhất. thì nói chung là Nhìn vào đây á thì mọi người sẽ thấy là chả mua được cái gì. Đó, thì bây giờ là đây là cái mà mọi người search trên mạng, search trên Google thì đây sẽ là cái mà khi mà nói về cái chu kỳ của curve thì người ta sẽ cho mọi người cái bảng này. Còn đây là cái mà Steve sẽ nói với mọi người. Đó là mọi người chưa quan trọng cái việc mà mọi người mua cái gì, cái việc đầu tiên mà mọi người phải nhớ đó là mọi người phải né được cái giai đoạn chuyển đổi. Cái này là một cái rất là quan trọng trong tất cả mọi giai đoạn rotation thì thị trường có biên độ dao động rất là lớn và gần như là gãy gần như là gãy hết tức là mọi người có thể nói là ok trong cái giai đoạn uh, về uh, suy thoái kinh tế đi thì những cái cổ phiếu mà bán hàng hay là cổ phiếu mà bán hàng tiêu dùng cần thiết á, ví dụ như Walmart, cót sầu sẽ rất là ok vẫn sẽ kiếm được tiền trong cái giai đoạn về uh, lạm phát cao thì các công ty uh, các công ty xăng dầu sẽ kiếm được tiền đúng chính xác nhưng mà nó sẽ ở trong cái đoạn khi mà thị trường đã bình ổn còn trong cái giai đoạn rotation cái giai đoạn mà gọi là chuyển giao giữa hai cái cycle hai cái chu kỳ á là tất cả mọi thứ gãy hết như các bạn có thể nhìn thấy ở ngày thứ sáu ở trong tuần vừa qua gần như là gãy hết à đó và các bạn có thể nhìn thấy ngay như kiểu hai tám cũng vậy thôi gần như tất cả mọi thứ cùng gãy hết thì chúng ta luôn luôn mọi người luôn luôn cố gắng né cho steep những cái giai đoạn chuyển giao sau khi mọi người đã né sau những cái giai đoạn chuyển giao rồi á thì chúng ta sẽ đi trong cái đợt này này đối với ship là ship sẽ nghĩ là chúng ta sẽ có cả hai cả bull steepening và cả bear steepening và những cái cổ phiếu mà gãy nhiều nhất sẽ là cổ phiếu tiêu dùng à, có thể là sẽ là cổ phiếu mà tạo ra cái điểm mua tốt nhất không phải gãy nhiều nhất xin lỗi sẽ là các cổ phiếu tiêu dùng cần thiết đó thì chúng ta nên tập trung vào các cổ phiếu tiêu dùng cần thiết trước sau đó mới đến những cái khối khác đó thì đấy là cái mà 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 ship suy nghĩ trong cái giai đoạn chuyển giao cho giai đoạn mà thị trường nó đang gãy á, nếu mà có nếu mà thị trường nó có gãy trong dạng crash á, cố gắng đừng mua gì cả cái giai đoạn chuyển giao là cái giai đoạn mà không có sách tờ nào có thể cứu được hết cái đấy cái đấy là một ship xoài nó thật <laughs> một điều là như thế nên chính vì thế ship còn nói rất là nhiều lần về cái vấn đề đó là tại sao ở cao của ship hay là uh, trade của ship là ship không có trade cái gì cả đó như tuần vừa rồi ship còn nói rất là kỹ đây ship còn nói rất là kỹ đó là cái cách đấy Cách dễ nhất để sống lúc thị trường bất ổn là không trade một cái rất là đơn giản. Ok. Rồi, vậy thì bây giờ bây giờ nói qua rất là nhiều về những cái uh, nó Thì bây giờ Ship muốn nói qua lại một xíu xin lỗi mọi người nha. Lúc nãy bây giờ Ship mới để ý là nãy giờ Ship uh, chiếu cái màn hình của Ship là không có um, không có share toàn bộ cái màn hình. Ship chỉ share mỗi cái uh, cái trang uh, You curve thôi. Ship không có share cái Discord của Ship nên là mọi người không nhìn được cái này thì đây là cái uh, cái chu kỳ nhưng mà ship như ship có nói đó, không có nó không có đúng cho lắm nó không có đúng cho lắm còn uh, yeah đây là cái discord của ship ship sẽ để link ở bên dưới mọi người cần thì mọi người cứ uh, cứ vào thì có một cái nữa mà ship rất rất là quan trọng ship một nốt này đó là bây giờ lúc nãy nãy giờ chúng ta đã nói qua cái chuyện nói chung là không hề vui vẻ gì trên thị trường rồi vậy thì câu hỏi đặt ra bây giờ sẽ là phần cuối cùng mà ship muốn đi vào đó là liệu lần này có khác hay không liệu lần này yield curve nó hết đảo ngược nó có thể không có gãy hay không đúng không câu trả câu hỏi rất là quan trọng có rất là có thể à, ship muốn khi mà ship nói một cái gì đó ship muốn là chúng ta nhìn ở cả hai phía chúng ta phải nhìn được dữ liệu ở cả hai phía có khi nào mà không có hay không đó trước khi chúng ta đi vào phần đó thì ship muốn sâu cái này qua một cái trước đó là đây là những cái lần cắt lãi suất của những cái chu kỳ trước và trong những cái lần trước thì mọi người sẽ nhìn thấy tổng hợp á, thường thường ngay khi cắt xong á, thì market nó sẽ đi lên trong vòng một tháng đầu tiên thì từ cái first cut đó, là mắc kẹt nó sẽ đi lên nhưng mà trong một năm sau đó thì thị trường nó sẽ gãy trung bình là 33 năm 20 này năm uh, 2007 này đúng không 2001 này 90 này 89 này đó. thì đây là một cái mà ship muốn nói qua lại cái về cái bộ cái cái trường hợp cái cái cảnh là gãy vậy thì bây giờ cái cảnh không gãy nghe okay, nói qua một xíu về cái cảnh không gãy đi đúng không? thì cái cảnh không gãy này có rất là nhiều trường hợp những cái lần nào thì đường cong lợi tức đầu tiên là nhìn về quá khứ có những lần nào đường cong lợi tức nó đảo ngược mà cuối cùng là mắc tiền nó không gãy không? có chứ có đây việc đầu tiên đó là một cái giai đoạn đầu tiên đó là cái giai đoạn này nó là có sẽ có những cái giai đoạn mang tính chất gọi là whip sò tức là sao mọi người có thể nhìn thấy một cái mà quan trọng nhất mà chúng ta nhìn vào nó sẽ là cái giai đoạn này trước cái oil shock được diễn ra thì đường cong lợi tức đã đảo ngược và sau đó đã hết đảo ngược vào năm 89 đúng không đó. thì chúng ta không có mắc nó không có gãy nếu chỉ ship tắt cái phép phân rate này đi cho nó dễ hả mở ra thì mọi người nhìn thấy là nó đã đảo ngược rồi sau đó nó dừng đảo ngược này đó. đi lên này nhưng mà mắc kẹt không gãy mắc kẹt vẫn tiếp tục đi lên rally đó thêm một năm nữa bởi vì đường cong nội tức nó lại quay về nó lại di chuyển xung quanh cái vùng đảo ngược và không đảo ngược mãi cho đến năm 90 nó mới gãy đó đấy là nó gọi là whip saw đúng không nó vẫn đi lên đi xuống nó biệt dao động rồi tiếp theo nữa một cái giai đoạn khác nữa đó là trước cái thời điểm uh, 2008 gãy đường cong lợi tức nó đã đảo ngược từ năm 06 từ đầu năm 2006 rồi sau đó nó đi lên nó dừng đảo ngược đúng không nó đi lên nó dừng đảo ngược nhưng mà mắc vẫn không gãy mắc vẫn tiếp tục đi lên về lý thuyết mọi người có thể coi là đây là một cái gọi là đã đã được coi là một cái uh, cái ấy rồi, đúng không? Chúng ta có SPX gãy từ 1.300 về đây thì cũng hơn 10% nói chung là cũng cũng 10%, 10% thì nói chung là nó cũng có một cái correction nhỏ chứ không phải là không nhưng mà không chúng ta không có suy thoái kinh tế và chúng ta cũng không có gọi là market big crash nó gọi là một cái correction nhỏ thôi và thị trường vẫn lại tiếp tục đi lên tiếp đó, vẫn tiếp tục đi lên. Và mãi cho đến đây khi mà đường còn được con lợi tức nó hết đảo ngược một lần nữa ở đây thì chúng ta cũng không có một cái gọi là chúng ta có những cái biên độ giao động tăng cao thị trường nó có những cái correction nhỏ nhưng mà kết cũng không gãy mãi cho tới năm 07 đúng không mãi cho tới năm 07 đầu 08 là chúng ta mới đi vào cái subprime mortgage tức là có những cái giai đoạn mà báo hiệu nhầm hai lần thì hai lần đó có thể lần này sẽ xảy ra đúng không có thể sẽ xảy ra thị trường sẽ lại vẫn tiếp tục đi lên tiếp và loanh quanh ở đây vậy thì có một cái gì để chúng ta có thể chắc chắn hơn thì mọi người có thể nhìn thấy một điều này cả hai cái lần đó tại sao ship có hai cái đường kẻ màu đỏ đây là lý do ship có hai đường kẻ màu đỏ đó là cả hai cái lần đó để mà đường cong lợi tức thật sự nó báo hiệu á thì cả hai cái lần đó nó đều không đi quá cái đường cong lợi tức khi mà nó gãy à nó đi lên á nó đều không đi quá cái khoảng 0,5% đó 0,5% là cái uh, đến đây là nó về đến bao nhiêu nó về đến có đây để, để ship xin lỗi regular là nó về đến có 0,28% tức là cái chênh lệch giữa 10 năm và 2 năm á nó nó đẩy tức là 10 năm cao hơn 2 năm 0,28%. Còn ở đây thì sao? Còn ở cái cái này là nó lên tới 0,2 đúng không? ở đây cũng 0,2 này, đó, 0,2 này. Đó thì nếu như mọi người kéo xuống thì chúng ta có thể để một cái điểm nào đó là 0,5 là chắc chắn rồi nha. Tất cả những lần khác chúng ta đều nhìn thấy 0,5 nhưng mà chúng ta có thể kéo nó xuống để ở tầm ship nghĩ rằng là nếu như bằng cái đợt 590 á thì nó sẽ là khoảng tầm 0,28 0,2 gì đó đây chúng ta sẽ đẩy lên cao một xíu nó cuối cùng vẫn chưa qua chúng ta sẽ để tầm 0,3 0,3 trăm giữa cái khoảng cách tức là khi nó dừng đảo ngược là lên trên quá 0,3 thì sẽ là chắc chắn thì đây là cái mà có lẽ là chúng ta sẽ phải để ý đó là cái mức dừng đảo ngược giữa 10 năm và 2 năm ở 0,3 là chắc khá khá là chắc chắn luôn đó. thì cho đến bây giờ vẫn có thể đường còn người thức có thể quay đầu lại được mà đúng không nên là chưa có gì cả rồi tiếp theo nữa một cái lý do nữa mà có thể đường lần này sẽ khác đó là gì đó là tất cả những cái lần suy thoái mắc gãy vân vân nó đều có một cái trigger lần này ship chưa nhìn thấy bất cứ một cái trigger nào cho thị trường cả trigger ở đây nghĩa là gì có một cái sự kiện nào đó để đẩy đổ thị trường câu việt này Uh, cái subprime crisis năm 2008 này chúng ta có dotcom bubble bị vỡ này uh, dotcom bubble bị vỡ cái dotcom bubble bị vỡ không chỉ đơn giản là thị trường nha mà có lừa đảo rồi có rất là nhiều thứ ở trong đó lừa đảo làm giả giấy tờ búp, các thứ này kia rất là nhiều Enron đó, đó. rất là nhiều thứ um, tiếp theo nữa là chúng ta có cái uh, Oil shock này đây đúng không um, Iraq xâm lược Kuwait này chúng ta có việc nga vỡ nợ nga với cả rất là nhiều quốc gia mới nổi thị trường mới nổi vỡ nợ này vân vân đó tức là nó có một cái trigger nào đó để nó làm cho cái suy thoái xảy ra và cái và như một cái lo sợ nó tăng lên thì lần này chúng ta chưa nhìn được cái trigger nào nhưng có thể lại là khủng hoảng ngân hàng ship có làm một cái video và sẽ nói về cái vấn đề đó rồi thì nếu như mà có thể xảy ra thì ship nghĩ rằng là sẽ là khủng hoảng của ngành ngân hàng sẽ tạo ra cái trigger đấy là bây giờ nó là cái lý do gọi là lớn nhất thôi, nó là cái lý do lớn nhất. thì sip sẽ nói luôn một điều đó là sip đang nhìn về cái hướng gọi là lạc quan đó là nếu có thể lần này sẽ khác hay không nhưng mà sip đang tìm những cái lý do theo cái hướng còn lại thì đó là sip chưa nhìn thấy cái trigger, ok những cái lần trước là đều có trigger, lần này chưa thấy cái trigger, cái trigger mà có khả năng nhiều nhất sẽ là cái uh, cuộc khủng hoảng ngân hàng, Đó, cuộc khủng hoảng ngân hàng thì đấy là hoặc là một cái lý do chính trị nào đó trong cái cuộc bầu cử năm nay đó nhưng mà những cái đấy những cái đấy là chúng ta chưa nhìn thấy cái nào mà gọi là quá là căng thẳng cả rồi và cái cuối cùng sẽ là một cái khác đó là gì đó là một cái chat nữa mà ship muốn sâu mọi người à, đó chính là cái move này thì cái move này nó một cái đơn giản đó là gì đó là cái uh, nói nào nhỉ nó là cái etf để nói về cái biên độ giao động cái volatility là cái, cái cái biên độ giao động trên thị trường trái phiếu đây là biên độ giao động của giá trái phiếu ok thì tại sao cái này là quan trọng trong tất cả những cái giai đoạn gọi là uh, gọi là trong khủng hoảng hay suy thoái nói chung á đó thì các bạn có thể nhìn thấy đó là cái lo sợ về giá trái phiếu đều tăng một cách rất là rõ rệt đi lên này đó bay này bay này đó thì lần này á thì chúng ta lại chưa hơi hơi chưa nhìn thấy điều đó và nếu như các bạn nhìn thấy thì giá cái cái move này này cái chỉ số move của cái bất ổn về trái phiếu này này nó lại thật ra nó lại đang đi xuống đây là không phải là trái phiếu cao hay giá trái phiếu thấp mà đây là biến động trên thị trường trái phiếu tức là nó là những cái biến động trên thị trường trái phiếu những cái gì ví dụ các bạn nhìn vào ngày khi mà nhiên carry trade nó bị nó bị gãy đi đúng không giá trái phiếu di chuyển rất là nhiều đó lãi suất trái phiếu di chuyển nhiều nó gọi là bất ổn trên thị trường trái phiếu đấy là cái mà lo sợ nhất bất ổn trên thị trường chứng khoán không phải là gì, không có Federal Reserve hay ngân hàng Nhật Bản nào phải ra tay can thiệp hết ạ, nhưng bất ổn trên thị trường trái phiếu nó là một cái vấn đề hoàn toàn khác luôn, nó rất là quan trọng. Nên hiện tại chúng ta đang nhìn thấy là đang có chiều đi xuống và nếu như các bạn để nó inverted á. Đó, đó, để ngược lại thì các bạn có thể nhìn thấy là hoàn toàn có thể là nó đang đang có dấu hiệu đi lên, nó đang trên cái uptrend này, đúng không? Cái move này nó đang trên cái uptrend để nó có thể nó nó đang trên cái uptrend được thì nếu như mà kép trend này vẫn tiếp tục á, kép trend này vẫn tiếp tục á thì có nghĩa là thị trường vẫn sẽ có thể tiếp tục duy trì và đi lên. Nói một cách đơn giản là các nhà đầu tư trái phiếu chưa nhìn thấy cái lo sợ gì cả. Đó, thì tiếp theo đấy là cái chỉ số về move và cuối cùng nữa có một cái ship nữa, ship nữa, uh, nữa ship muốn coi qua cho mọi người coi cái này. Đây là uh, thu thập của JPM. Thì JPM đưa ra một thu, thu thập một cái chỉ số là cái SP500 nó sẽ di chuyển đi lên đi xuống như thế nào trong 12 tháng kể từ sau khi bắt đầu cắt lãi suất đó kể từ sau khi cắt lãi suất à nhập kể từ sau khi đường cong lợi tức nó hết đảm được thì người ta tính á, là thường thường sẽ có suy thoái kinh tế xảy ra nhưng mà không có nghĩa rằng thị trường sẽ gãy quá nhiều đó SPX vẫn sẽ sp Finders vẫn sẽ di chuyển cộng 9% trong vòng một năm trong vòng 12 tháng kể từ khi đường cong lợi tức hết thẳng được nhưng mà suy thoái kinh tế sẽ chỉ mất khoảng tầm 7 tháng để xảy ra thôi. tức là họ đang nói một điều đó là yes suy thoái kinh tế sẽ xảy ra nhưng mà thị trường chứng khoán Mỹ luôn luôn đi lên nên mọi người không phải lo lắng gì cả thị trường có thể gãy ngắn hạn nhưng mà về dài hạn vẫn sẽ hồi phục vẫn sẽ đi lên đó thì đấy là một cái, cái này là một cái mà không hẳn là nói là lần này sẽ khác mà ship sẽ nói là đỡ cho mọi người phải lo lắng. Nếu như mọi người hầu những con gì chắc chắn thì vẫn không có vấn đề gì cả. Thị trường chứng khoán Mỹ thì về lâu về dài vẫn đi lên trong suốt 150 năm qua, uh, trung bình vẫn là 10% mỗi năm. Ok. Vậy thì nếu như ai, ship nhận nó luôn này, uh, đến đây thì chắc là cũng gần cuối của video rồi. Nếu như bạn nào quan tâm, nếu như anh chị nào quan tâm uh, thì có thể và mới tham gia vào thị trường và muốn biết thêm về những cái dữ kiện vĩ mô như này á, thì có thể đăng ký cái lớp chứng khoán mỹ cơ bản của ship thì cái lớp cơ bản này này là ship sẽ dạy mọi người gần như tất cả mọi thứ uh, cần biết để có thể bắt đầu đầu tư dài hạn uh, ví dụ như là kể cả mở tài khoản như nào những ai anh chị nào ở việt nam cũng rất là hay quan tâm việc mở tài khoản như nào này tài khoản sử dụng ở đâu này sau đó là bắt đầu đi vào là uh, tài khoản thị trường đầu tiên là buổi một là mình sẽ học về kinh tế mỹ đúng không kinh tế mỹ có cái gì khác biệt như thế nào có cái gì hay rất là tổng quan về tình hình kinh tế mỹ buổi 2 chúng ta bắt đầu nói về các chỉ số kinh tế đó, rất là nhiều người thích cái buổi đó, chỉ số kinh tế CPI, PPI, những cái chỉ số mà ship hay nói tới là gì, những cái gì mà chúng ta cần phải để ý khi mà chúng ta tham gia vào thị trường. Và thường thường á sau đó là buổi 3, cái buổi nhóm ngành này sẽ là cái buổi mà thấy là ai cũng thích. Đó là ship sẽ đi qua hết tất cả các ngành trên thị trường giới thiệu, ví dụ như kiểu là ngành uh, tài chính là có công ty nào, cái gì hay ngành công nghệ chia ra thành những phần gì, ngành uh, xăng dầu thì có chia ra thành bốn mảng, đó là mảng gì, vân vân và các cổ phiếu nào là tốt nhất. Đó và ship sẽ cả giới thiệu với mọi người về chuyện đó là đầu tư nhà đất mà không cần mua nhà đất nữa đúng không? Đó và sau đó là chúng ta nói về phân tích tài chính doanh nghiệp, làm thế nào để biết đâu là doanh nghiệp tốt. Ship sẽ dạy cả về technical analysis và trong đến buổi cuối cùng là chúng ta ngồi lại xem cái cách nào phù hợp với mọi người đúng không thì cái lớp cơ bản này là ship có sẽ có ra cái khóa thứ hai vào cuối tháng này thì mọi người có thể đăng ký bằng cách nhắn tin trực tiếp cho ship trên discord hoặc là có cái link ở trên màn hình uh, mọi người cứ vô cái link đó và sau đó là uh, để lại thông tin liên lạc và ship sẽ uh, liên lạc lại với mọi người cái lớp này thật ra là ship dành cho các anh chị uh, các anh chị uh, việt nam nhưng mà thật sự là toàn thấy mọi người ở mỹ đăng ký không ạ đó rồi vậy thì chốt lại cái video ngày hôm nay đi ship cảm thấy rằng cái uh, dấu hiệu Zip cảm thấy về cái chuyện đó là đường cong lợi tức nó ít đảo hết đảo ngược nó là cái dấu hiệu tốt hay xấu đầu tiên là nó là cái dấu hiệu rất là xấu như ship có giải thích rồi uh, và ship nghĩ rằng là ship có nói về cái rủi ro này trong suốt một tuần vừa qua uh, và như các bạn có thể thấy thị trường không hề vui vẻ gì uh, và ship hy vọng rằng tất cả những cái video hàng ngày của ship có thể giúp cho mọi người né tránh được những cái uh, sự kiện như thế này trên thị trường tuy nhiên ship cũng phải nói luôn là tất cả những cái gì xảy ra từng xảy ra trong quá khứ không có nghĩa là nó có thể xảy ra trong tương lai. Cái việc mà Ship làm ở đây hay trong rất là nhiều những cái video hàng ngày là Ship muốn nói cho mọi người những cái gì có thể xảy ra nhiều hơn là những cái gì chắc chắn sẽ xảy ra. Khi mà Ship giao dịch trên thị trường á thì Ship luôn luôn cố gắng phải nói về những cái chuyện đó là những cái chuyện chúng ta phải chuẩn bị những cái tình huống có thể xảy ra chứ chúng ta không thể nói về những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng có thể xảy ra được đó thì ship hy vọng trong cái video lần này có thể đem lại cho mọi người những cái uh, những cái kiến thức mới về đường tăng lợi tức. Uh, video này là một video khá là dài và ship đi khá là nhiều về dữ liệu nên là uh, ship uh, rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi cho đến bây giờ và đặc biệt ship cũng muốn đặt câu hỏi thôi đó là gì? Đó là mọi người có thích những cái video như này không uh, hay là mọi người muốn ship dành thời gian hơn để làm cái video về như kiểu kinh tế vĩ mô á tức là cũng sẽ như video như này nhưng mà ship sẽ gói gọn nó lại trong khoảng tầm 30 phút và làm nó rất là hoàn chỉnh thì thì chắc chắn một điều á đó, đó là cái thời lượng thời gian mà ship làm video nó sẽ ngắn hơn ship sẽ làm nó tốt hơn chắc chắn luôn nhưng mà vấn đề là sẽ một tháng ra một video hoặc là rất là lâu mới ra được một video ví dụ như cái video về phép đi lần gần đây nhất ship ra một cái video kinh tế vĩ mô chắc cũng phải hơn tháng rồi tại vì nó phải phải viết phải quay rồi phải uh, làm video sửa video nó phức tạp hơn rất là nhiều thì ship muốn hỏi là mọi người nghĩ thế nào hơn mọi người thích thế nào hơn đó thấy như này có ok không và đặc biệt câu trả hỏi, hỏi cuối cùng đó là gì đó là mọi người có cái chủ đề tiếp theo mà mọi người muốn ship nói về sẽ là cái gì đó nếu như chúng ta nhìn vào cái dữ liệu như này đó chúng ta có thể ra một cái series gọi là dữ liệu chủ nhật đó chỉ nhìn coi như là nhìn vào dữ, dữ liệu để nói về một cái chủ đề gì đó đó thay vì là cái video giống như cái video hàng ngày thì mọi người nghĩ rằng ship, uh, mọi người muốn ship nói về cái gì, ok? rồi và cuối cùng nữa, cái này không biết là ai biết không nhưng mà tuần sau là ship sẽ uh, live trade uh, Apex, ok? thì Apex phân nửa cao thì nói chung là tại thời điểm tại thị trường có vẻ như là uh, căng thẳng quá bây giờ chỉ có trade Apex thôi chứ không có ship không cảm thấy là trade cái gì đây trade cái gì mà thấy nó <laughs> thấy nó an toàn nữa đúng không? bây giờ chỉ có trade phân nửa cao uh, rất nhiều bạn uh, thì thường ship sẽ nói luôn nha có rất nhiều người Uh, nói Apex thì thật sự là ship chưa bao giờ có vấn đề gì với Apex cả à? ship thấy là ship xài Apex rất là ok nên là yeah, tùy mọi người xài cái gì thôi nha yeah. còn nếu như ai quan tâm đến Apex thì nhớ là cái link referral của ship vẫn ở trên màn hình và nhớ bỏ cái code shiplay 2024 vào ok uh, để xài cái referral của ship và uh, từ tuần sau là ship sẽ live trade vào buổi sáng Um, vào buổi sáng để mà nói chung là trade mọi người lên trò chuyện thôi cứ cho là không có cái gì để trade đi thì ship cũng trò chuyện mọi người sức xếp stress khoảng tầm chắc là sẽ khoảng tầm một tiếng buổi buổi sáng đó có trade thì vô không có thì thôi ok rồi uh, vậy thì cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo uh, cả mọi người đã dành thời gian coi cái video ngày hôm nay của ship và đừng quên like và subscribe cho ship ok bye bye mọi người nha